gì đâu. Excuse, excuse me là the problem the recording le sound aujourd'hui. C'est bon, on va continuer. Ok. Donc, on ne met pas l'humidificateur chauffant systématiquement parce que c'est une contrainte en plus. C'est un élément en plus qu'il faut ajouter à la CPAP. Et il faut l'entretenir, il faut changer l'eau tous les jours, il faut mettre de l'eau pas trop calcaire, etc. Donc, ça demande un entretien régulier, quotidien, changer l'eau, nettoyer l'humidificateur, le bac, etc. Tôi nhắc lại, đó là cái việc mà chúng ta chỉ định cái bình làm ẩm này cho bệnh nhân thì không phải là tất cả các cây bệnh nhân thì đều chúng ta đều chỉ định, bởi vì nó là một cái bộ phận mà chúng ta có thể lắp thêm vào. Thế thì khi mà bệnh nhân đã được chỉ định là cái làm ẩm, bình làm ẩm này rồi thì chúng ta cũng sẽ phải hướng dẫn bệnh nhân là thay nước hàng ngày và vệ sinh cái bình, cái khoang làm ẩm này hàng ngày. Và đó là một cái vấn đề quan trọng trong cái vấn đề mà bảo dưỡng các cái máy thở đấy. Et donc, il faut surtout dire au patient de ne rien ajouter dans l'eau. Je dis ça parce que j'ai eu des patients, par exemple, qui mettaient de l'huile dans des huiles pour l'odeur, pour parfumer l'eau. Il faut surtout rien ajouter dans l'eau. Hein. Mettre de l'eau, la moins calcaire possible, ne pas mettre de parfum, pas d'huile, etc. Và một điều rất quan trọng nữa đó là chúng ta sẽ phải dặn bệnh nhân, đó là bệnh nhân không được cho thêm cái gì vào cái nước ở trong cái bình làm ẩm này cả. Bởi vì có một số bệnh nhân thì lại thích cho thêm những cái tinh dầu hoặc là những cái tinh dầu thơm ấy ạ, để vào trong cái nước này. Nhưng mà cái điều đấy là tuyệt đối là không được, và chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân là không được cho thêm bất kể một cái chất gì khác vào trong cái nước ở bình làm ẩm. Enfin, il faut bien régler l'humidificateur pour qu'il n'y ait pas de condensation d'eau qui apparaissent dans le masque ni dans le tuyau. Il faut un bon réglage pour qu'il n'y ait pas trop de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du masque et du tuyau. Và khi mà chúng ta sử dụng cái bình làm ẩm này cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cả cái ống cái ống của cái dây máy thở và cái mask của cái máy thở cho bệnh nhân, và chúng ta phải đảm bảo là không có nước được đọng ở trong các cái ống thở hay là cái mask thở này, để đảm bảo cho là cái nhiệt độ của cái không khí nó không có sự khác nhau giữa cái mask thở và cái ống thở. Il n'avance pas, pardon. Alors, attendez, j'étais sorti une diaporama. Vous avez toujours le diaporama, c'est bon? Non, c'est encore au slide avec des images de CPAP machine, ah. De PPC. Donc, j'ai l'impression que je vais repartager l'écran parce que je crois que c'était sorti du partage. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant, ok. Oui. Alors donc, s'il y a de la condensation dans le masque, dans le tuyau, il faut régler la température de l'humidificateur. Voir la température de la chambre aussi, ou alors on peut utiliser un circuit chauffant, c'est-à-dire un tuyau dans lequel l'air est réchauffé. Il y a une résistance dans le tuyau qui permet de réchauffer l'air et d'éviter cette condensation. Về vấn đề làm ấm cái luồng không khí cho bệnh nhân thì chúng ta có thể thay đổi cái nhiệt độ ở cái bình làm ấm, bình làm ẩm, chúng ta có thể tăng nhiệt độ ở đó, hoặc là một phương án khác đó là chúng ta cũng có thể là tăng nhiệt độ phòng, tuy nhiên thì cũng không nên là tăng cao quá. Và cái thứ ba là chúng ta rất hay dùng, một cái cách rất hay dùng đó là chúng ta sẽ sử dụng cái ống mà được gọi là cái ống làm ấm đấy ạ, những cái ống mà ống sưởi cái luồng không khí ở bên trong. On va voir maintenant. Donc, le troisième grand point du suivi du patient, c'est-à-dire l'utilisation, l'analyse des données enregistrées
par l'appareil de CPAP l'interprétation de ces données enregistrées par les appareils. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, đó là cái phần thứ ba, là phần rất là quan trọng. Đó là một cái phần mà chúng ta sẽ phân tích các cái dữ liệu, các cái báo cáo mà chúng ta thu được từ cái máy thở của bệnh nhân. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis, bien sûr, l'apparition des CPAP. Au départ, sur les premières CPAP, on avait uniquement un compteur, comme ici, qui permettait simplement d'avoir le nombre d'heures d'utilisation. On n'avait pas d'autres données que le nombre d'heures d'utilisation. Chúng ta sẽ đi vào cái sự ở đây thì tôi cho các bạn thấy là có cái sự tiến bộ về cái mặt mà cái dữ liệu về máy thở cho các bạn. Thế thì ở hai cái hình đầu thì chúng ta thấy đây là những cái máy thở CPAP được gọi là đời đầu đấy ạ. Thế thì ở những cái máy này thì có một cái công tơ, tức là cái đồng hồ để đếm, và chỉ cho chúng ta được có mỗi cái dữ liệu là bệnh nhân sử dụng cái máy này được bao nhiêu giờ thôi. Ensuite, les appareils ont évolué avec enregistrement des données d'observance, etc., qu'on va voir. Et il y a eu des différents systèmes pour récupérer les données, plus ou moins compliqués. Et maintenant, c'est très simple. En fait, on a des petites cartes mémoire, des petites cartes SD, comme ici, qui permettent de récupérer les données enregistrées par l'appareil. Và cùng với cả sự tiến bộ và phát triển thì chúng ta đã thấy rằng là các cái dữ liệu từ máy thở đã được cung cấp với rất là nhiều những cái hệ thống mà có những cái loại đơn giản, có những cái loại phức tạp, thì đều chúng ta cho chúng ta có cái dữ liệu về cái máy thở của bệnh nhân. Và tiến bộ nhất hiện nay là chúng ta thấy là ví dụ như là ở cái máy ResMed chỉ có một cái thẻ nhớ rất là nhỏ cắm vào trong máy thôi, và chúng ta có thể đọc toàn bộ dữ liệu thông qua cái thẻ nhớ đó. Et puis la dernière évolution technologique ces dernières années, c'est que ces données enregistrées par l'appareil peuvent être et sont maintenant télétransmises, transmises à distance par Wi-Fi, notamment par GSM, et peuvent être analysées à distance par le technicien, par le médecin, etc. Và cái máy mà hiện đại nhất hiện nay đó là có thể truyền các cái dữ liệu về máy thở đi xa, tức là có thể truyền qua mạng Wi-Fi hoặc là qua mạng Internet để có thể mà đến với cả những cái kỹ thuật viên hoặc là các cái bác sĩ để chúng ta có thể đọc được các cái dữ liệu máy thở từ xa cho bệnh nhân. Donc, on en parlera lors du cours suivant. Maintenant, on a possibilité de suivre à distance les patients, c'est ce qu'on appelle le télé. Et on peut analyser et même les données enregistrées par l'appareil, on peut même modifier les réglages à distance maintenant. Và ở những cái bài phía sau thì tôi cũng sẽ có một cái bài giảng về cái cách mà chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân từ xa. Thế thì khi mà chúng ta theo dõi được các cái dữ liệu của bệnh nhân từ xa như vậy thì chúng ta cũng có những cách để chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được các cái cài đặt của máy thở từ xa. Et... Donc on est passé, pardon, l'image avait bougé. Donc on est passé de l'analyse simplement du compteur, des données chiffrées d'utilisation, avec maintenant des données beaucoup plus détaillées, c'est-à-dire on verra, on va le voir tout de suite après, les données sur l'observance, les données sur les apnées et hypopnées résiduelles, les niveaux de pression, les fuites, etc. Các cái thông tin dữ liệu về máy thở cho chúng ta đó là chúng ta có thể có những cái thông tin tổng quan và những cái thông tin chi tiết. Thế thì chúng ta có thể thấy được những cái thông tin về số giờ mà thở máy của bệnh nhân, rồi chúng ta có thể có những cái thông tin về cái số ngày thở máy của bệnh nhân và những cái thông tin chi tiết hơn, ví dụ như là các cái cơn ngừng thở, giảm thở còn lại hay là dò khí là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ có tất cả những cái thông tin như vậy ở trong cái dữ liệu thẻ nhớ của bệnh nhân. Donc on va voir ensuite en détail ces différentes données, l'observance, les événements résiduels, les fuites. Et on a aussi possibilité maintenant d'avoir des courbes de débit détaillées, c'est-à-dire par période de 5 minutes, d'avoir les courbes de débit au niveau du masque qui permettent d'analyser
de façon détaillée la respiration sous CPAP. Và ngoài những cái dữ liệu về các cái sự kiện ngưng thở, giảm thở hay là dò khí, thì ở đây chúng ta thấy là có một cái dữ kiện về đường cong lưu lượng. Thế là ví dụ như là đây là một cái bản ghi đường cong lưu lượng trong 5 phút, thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được là cái hình dáng của cái đường cong lưu lượng này và cho phép chúng ta sẽ phân tích các cái lưu lượng về nhịp thở của bệnh nhân khi mà bệnh nhân đang sử dụng cái máy CPAP với cả cái mask như vậy. Enfin, on peut faire avec les CPAP des enregistrements couplés de l'oxymétrie, c'est-à-dire en mettant un oxymètre couplé avec l'appareil de CPAP, on va avoir, comme ici, un enregistrement de la SpO2 sous CPAP au cours d'une nuit. Và một cái cuối cùng nữa đó là cái dữ liệu máy thở cũng cho ta, chúng ta cái chỉ số về cái độ bão hòa oxy. Thế là chúng ta sẽ cho về cái dữ liệu về cái nồng độ bão hòa oxy trong đêm của bệnh nhân và khi mà bệnh nhân được thở máy. Alors, on dispose de différentes marques de machines, bien sûr, et chaque fabricant, chaque marque a son système, son logiciel d'analyse des données enregistrées. Donc, c'est un peu le problème, c'est que chaque fabricant a son système différent. Par exemple, Rescan pour ResMed, Care Orchestrator maintenant pour Philips. Cái phần mềm để mà phân tích cái dữ liệu mà từ thẻ nhớ của máy thở thì nó lại khác nhau ở các cái nhà sản xuất khác nhau. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta không có một cái phần mềm chung để chúng ta có thể đọc được tất cả các cái thẻ nhớ. Và ví dụ như là ở đây thì là có cái phần mềm Rescan là cho cái máy thở của hãng ResMed, rồi là cái phần mềm Philips Care đấy thì là để dành cho máy thở của hãng Philips. Thế thì chúng ta sẽ có những cái phần mềm như thế này thì chúng ta mới có thể đọc được các cái dữ liệu thẻ nhớ của từng cái loại máy thở của từng hãng. Ici, on a les appareils de Löwenstein Prisma qui ont aussi leur logiciel et les appareils Fisher-Paykel qui n'existent plus d'ailleurs maintenant et les appareils, ça c'est la CFAM, fabrication française, CPAP française avec également son logiciel DreamStar. Cái máy thở ở giữa đó là cái máy thở của cái hãng Löwenstein ấy. Thì là máy này thì nó có cả cái phần mềm mà đọc thẻ nhớ đó là cái phần mềm Prisma, rồi là cái máy thở ở phía cuối cùng ở góc bên phải ấy, là cái máy thở của FMP ấy. Thì cái máy này hiện nay thì cũng không được sử dụng nhiều và cái máy thở ở phía trên cùng góc bên trái thì chúng ta thấy đấy là cái máy thở của Pháp ấy, cái máy thở CPAP Dreamstar thì nó sẽ có cái phần mềm là Dreamstar Analyzer để phân tích các cái dữ liệu. Enfin, je vous ai mis là les machines de dernière génération, de plus en plus petites. Ça, c'est la box de la CFAM française. C'est la mini PPC de ResMed et la petite PPC avec batterie de Philips, la DS, la DreamStation Go de Philips. Qui dispose d'une batterie. Và những cái hình mà mới xuất hiện đấy là chúng ta thấy đó là những cái hình mà máy thở CPAP rất là nhỏ gọn hiện nay. Thì có cái hình mà giống như cái máy, giống như cái hộp màu đen, đấy là cái máy của một cái hãng của Pháp. Rồi là cái máy rất là nhỏ, nó nhỏ bằng cái điện thoại, đấy là cái máy ResMed ở cái hình màu trắng bên trái đấy ạ. Và cái cuối cùng là chúng ta thấy là có cái của cái hãng Philips, thì người ta gọi cái máy này là cái máy Philips Go, tức là nó rất là nhỏ và tiện để cho đi du lịch. Và cái máy này thì nó có thể chạy bằng pin và thậm chí là không cần dùng điện. Donc toutes ces machines sont aussi performantes les unes que les autres, il y en a, elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Ce qui change, c'est quand même les algorithmes. Et ce qui change, donc, c'est les logiciels pour l'analyse des données enregistrées et télétransmises. Donc, plus on utilise de machines différentes, plus on va avoir de logiciels différents. Và ở đây chúng ta thấy rằng là với mỗi một cái loại máy thì là sẽ có các cái phần mềm, rồi là có các cái cách mà trình bày các cái dữ liệu mà mà nó đưa lại là khác nhau. Do vậy mà khi mà chúng ta càng sử dụng nhiều máy thở thì chúng ta sẽ thấy là nó có rất là nhiều các cái thuật toán, rất nhiều các cái phần mềm để chúng ta có thể phân tích các cái dữ liệu đó. Alors, les données enregistrées par les appareils de CPAP sont nombreuses et on a quatre
catégories de données enregistrées qu'on va étudier les unes après les autres, l'observance, les fuites, et puis on fait un peu les pressions, pardon, et enfin les événements respiratoires résiduels. Donc aujourd'hui, on va voir les trois premières catégories, observance, fuite et niveau de pression. Tiếp theo là để phân tích và diễn giải các cái báo cáo ở các cái máy thở của bệnh nhân thì chúng ta sẽ phải phân tích bốn cái vấn đề. Thứ nhất đó là cái vấn đề tuân thủ của bệnh nhân là như thế nào. Cái thứ hai đó là dò khí. Cái thứ ba đó là cái áp lực mà chúng ta cài đặt máy thở cho bệnh nhân. Và cái thứ tư đó là cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư. Thế thì trong cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhắc đến ba cái vấn đề, đó là cái tuân thủ của bệnh nhân, dò khí và áp lực. Donc, première catégorie de données enregistrées et analysées, c'est l'observance, c'est-à-dire le temps d'utilisation de l'appareil. Cái đầu tiên mà chúng ta sẽ phân tích ở đây là cái tuân thủ điều trị của bệnh nhân, tức là chúng ta sẽ xem là cái thời gian mà bệnh nhân sử dụng máy thở là như thế nào. Pour l'observance, il faut se poser trois questions. Est-ce que l'observance, d'abord, est-ce que l'observance est suffisante? Quel est le temps d'utilisation, en sachant qu'il faut au moins 4 heures par nuit en moyenne pour que le traitement soit efficace? Et quel est le temps d'utilisation par rapport au temps de sommeil du patient, aux besoins de sommeil du patient? Để trả lời cái câu hỏi về cái độ tuân thủ của bệnh nhân thì chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem là bệnh nhân tuân thủ cái sử dụng máy có đầy đủ hay không, bằng cách là chúng ta sẽ xem cái thời gian sử dụng máy của bệnh nhân. Thời gian sử dụng máy của bệnh nhân được quy định là phải trên 4 giờ. Thì người ta thấy rằng với cái mốc 4 giờ này thì người ta thấy là mới là có cái hiệu quả để điều trị. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ xem cái giá trị của cái tỷ số, tức là người ta sẽ xem là cái phần trăm khi mà bệnh nhân sử dụng máy thở như vậy thì cái số giờ sử dụng chia cho cái số giờ ngủ thực tế của bệnh nhân là bao nhiêu. Deuxième question, savoir si l'observance est régulière, si le patient met son appareil, en principe, il doit le mettre tous les jours, c'est l'idéal, et s'il n'y a pas trop de jours où il ne le met pas, ce qui ne serait pas bon. Câu hỏi thứ hai đó là chúng ta sẽ phải xem là bệnh nhân có tuân thủ cái điều trị thở máy này thường xuyên hay không. Một cách lý tưởng nhất đó là bệnh nhân ngày nào bệnh nhân cũng thở máy thì chúng ta sẽ thấy là những cái bệnh nhân đó là những cái bệnh nhân mà tuân thủ điều trị tốt, hay là những cái bệnh nhân mà họ chỉ tuân thủ một phần thôi, hoặc là có những bệnh nhân mà người ta bỏ điều trị. Et on verra sur des exemples que le profil d'utilisation nous apprend beaucoup de choses sur le mode de vie du patient, son temps de sommeil, son temps de travail, s'il se couche tard, se lève tôt, s'il met son appareil pendant la sieste, etc. Donc, le profil d'utilisation est très intéressant à analyser. Và một trong những cái thông tin nữa mà khi mà chúng ta phân tích cái biểu đồ mà về cái sử dụng máy của bệnh nhân thì chúng sẽ cho chúng ta biết được rất là nhiều thông tin. Ví dụ như là cho chúng ta biết được cái thông tin về giờ ngủ hay là giờ thức của bệnh nhân, rồi là cho chúng ta những cái thông tin về là bệnh nhân đó làm việc, tức là cái thời gian làm việc của người ta và cái thời gian ngủ của người ta là như thế nào. Chúng ta có thể phân tích được là rất là nhiều về cái dữ liệu đó thông qua những cái thông tin về cái vệ sinh giấc ngủ của bệnh nhân, thông qua những cái biểu đồ về cái ngày sử dụng máy của bệnh nhân. La première question est donc de savoir si l'observance est suffisante. On sait qu'il faut une utilisation d'au moins 4 heures par nuit en moyenne pour que le traitement par CPAP soit efficace et soit surtout efficace sur la prévention des complications, des troubles de la vigilance et répercussions cardiovasculaires du syndrome d'apnée du sommeil. Donc au moins 4 heures par nuit en moyenne si possible. Về câu hỏi đầu tiên đó là bệnh nhân có tuân thủ điều trị đầy đủ hay không thì chúng ta đã biết rồi là bệnh về mặt lý tưởng thì bệnh nhân khi mà tuân thủ mà một cái đêm thở máy của bệnh nhân là trên 4 tiếng thì nó sẽ mang lại những cái hiệu quả. Và khi mà bệnh nhân thở máy đạt đủ cái tiêu chuẩn là trên 4 tiếng một đêm thì người ta sẽ thấy là nó có thể giải quyết được những cái vấn đề về cái thức tỉnh ban ngày của bệnh nhân, rồi là với những cái thời gian thở như vậy thì nó sẽ làm giúp những cái giảm những cái biến cố về tim mạch cho bệnh nhân.
Bien sûr, il faut tenir compte du profil de dormeur du patient. Est-ce que c'est un petit dormeur qui a besoin de peu de sommeil ou est-ce que c'est un gros dormeur? Ici, on a l'exemple d'un patient petit dormeur qui a besoin seulement de 3-4 heures de sommeil par nuit. Et bien sûr, il ne va mettre sa CPAP que 3 à 4 heures par nuit, ce qui est bien pour lui. C'est un petit dormeur. Và qua cái dữ liệu về cái giờ thở máy của bệnh nhân thì cũng cho chúng ta thông tin là đây là một cái bệnh nhân mà ngủ ít hay là ngủ nhiều, bởi vì là trên thực tế có những bệnh nhân mà người ta chỉ cần ngủ từng đấy giờ thôi. Và ví dụ như là ở cái trường hợp bệnh nhân này thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này người ta chỉ ngủ khoảng 3 tiếng rưỡi, 3 tiếng hơn, tức là gần 4 tiếng, khoảng 3 tiếng 45 phút thôi. Và chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian ngủ đấy thì bệnh nhân tuân thủ điều trị CPAP rất là tốt, và rõ ràng là ở những cái bệnh nhân mà người ta chỉ cần cái thời gian ngủ ít như thế này thì cái việc mà sử dụng máy thở như vậy thì cũng đã là rất là tốt với cả cái người bệnh này rồi. Il faut analyser les données d'observance sur une durée suffisante. Ici, si on analyse sur une semaine, ça paraît très bien. Le patient met son appareil 7 heures par nuit en moyenne. C'est très bien. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải xem là chúng ta sẽ phân tích các cái dữ liệu của bệnh nhân trong một cái khoảng thời gian là phải đủ. Ví dụ như là ở trường hợp bệnh nhân này, nếu mà chúng ta phân tích những cái ngày mà ở được hiện ở trên màn hình đấy ạ, thì chúng ta thấy rõ ràng là bệnh nhân này tuân thủ rất là tốt, bệnh nhân thở đến trung bình là đến 7 tiếng một ngày. Mais si on regarde sur une période plus longue, si on regarde sur 2 semaines, comme ici, on voit que le patient ne met plus son appareil pendant 7, 5, 6 jours. Donc, c'est important de regarder sur une période assez longue, puisque là, c'était bien, et là, je ne sais pas pourquoi, mais il ne met plus son appareil. Và ở đây thì khi mà chúng ta theo dõi tiếp bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là ở những cái ngày tiếp theo, trong khoảng 5 đến 6 ngày tiếp theo gì đó, thì bệnh nhân lại hoàn toàn bệnh nhân lại không sử dụng đến máy thở tí nào. Như vậy là rõ ràng là chúng ta sẽ phải theo dõi một cái bệnh nhân thở máy trong một cái giai đoạn nhất định để chúng ta thấy được là cái mức độ tuân thủ của người ta như thế nào. Ở đây thì tôi cũng không biết là tại sao mà bệnh nhân lại không thở máy ở những cái ngày tiếp theo nữa, nhưng mà chúng ta thấy rằng là hoàn toàn không có một chút dữ liệu nào của bệnh nhân ở trong những cái ngày mà được bôi màu đỏ đấy. En fait, il était parti en vacances, en voyage, et il n'avait pas emporté son appareil. Và ở đây thì chúng tôi đã tìm thấy nguyên nhân, đó là bệnh nhân này đã những cái ngày này là bệnh nhân đã được đi nghỉ, tức là bệnh nhân được có cái kỳ nghỉ và bệnh nhân đã không sử dụng cái máy thở trong cái kỳ nghỉ của mình. Le profil d'observance enregistré par l'appareil va nous renseigner tout de suite au premier coup d'œil. On voit les couleurs d'abord. Lorsque c'est vert, c'est plus de 4 heures dans la nuit. Lorsque c'est rouge, c'est moins de 4 heures. Ở đây thì khi mà chúng ta nhìn vào cái bản đồ mà các cái ngày sử dụng máy thở của bệnh nhân thì đập vào ngay mắt chúng ta, đó là chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái màu sắc. Thế thì ở những cái ngày mà chúng ta thấy là có màu xanh lá cây đấy ạ, thì có nghĩa là những cái ngày này là bệnh nhân đã đạt đủ tiêu chuẩn, tức là bệnh nhân đã thở trên 4 tiếng. Còn những cái ngày mà có màu đỏ có nghĩa là bệnh nhân có thở máy nhưng mà là dưới 4 tiếng. C'est un exemple ici d'une machine, des machines Philips, hein. Donc, on a ces couleurs vert, plus de 4 heures, rouge, moins de 4 heures. Et lorsque c'est noir, c'est que le patient a retiré le masque, mais la machine continue de tourner dans le vide. Le patient n'est plus branché. Donc, la machine tourne, mais le patient n'a plus le masque sur le nez. Đây là một cái ví dụ về cái dữ liệu thẻ nhớ của cái máy Philips. Thì như chúng ta đã biết là có một cái màu xanh lá cây, màu đỏ là dựa theo cái số giờ mà sử dụng cái máy thở trong đêm của bệnh nhân. Thế còn ở đây thì chúng ta sẽ có thấy những cái đoạn mà được bôi màu đen. Thế thì những cái đoạn ở bôi màu đen này là những cái trường hợp mà bệnh nhân đang thở máy nhưng mà bệnh nhân lại tháo cái mask của mình ra nhưng mà lại không tắt máy. Và khi vậy thì cái máy nó sẽ nhận ra là cái máy đấy nó vẫn chạy nhưng mà cái mask thì lại không được tiếp xúc với cả bệnh nhân, nên là nó sẽ có cái màu đen như vậy. Donc, vous voyez qu'au premier coup d'œil, en fonction des couleurs, on voit tout de suite si le patient a une bonne observance ou pas, en fonction déjà des couleurs, au premier coup d'œil. Và trên cái dữ liệu này thì ngay lập tức chúng ta nhìn bằng mắt chúng ta là chúng ta cũng đã đánh giá được sơ bộ là bệnh nhân này có tuân thủ điều trị hay không thông qua những cái màu sắc như thế này. On va voir maintenant des exemples où l'observance nous renseigne sur
la vie du patient, si je peux dire. Ici, l'exemple d'un patient qui ne met pas son appareil tous les vendredis, par exemple, parce que le vendredi, il n'est pas chez lui, il est en déplacement, je ne sais pas où, mais vous voyez que tous les vendredis, il ne met pas son appareil. Và tiếp theo là thông qua các cái dữ liệu về các cái ngày thở máy của bệnh nhân này thì chúng ta có thể biết được rằng là những cái ngày nào mà bệnh nhân thở máy, những ngày nào mà bệnh nhân không thở máy. Ví dụ như là ở cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy rằng là tất cả các cái buổi tối thứ sáu thì bệnh nhân đều không có thở máy. Thế thì tôi cũng không biết là ông ấy đi đâu, nhưng mà bệnh nhân này đã không ở nhà vào các cái thứ sáu hàng tuần, do vậy mà bệnh nhân đã không thở máy. Ici c'est l'exemple d'un patient qui toutes les nuits se réveille. Je ne sais plus, il est réveillé par, je ne sais pas, des bruits peut-être, ou un peu d'insomnie. Vous voyez, toutes les nuits, il se réveille et il a une période où il ne met pas son appareil. Et ensuite, il se rendort, il remet son appareil. Donc, vous voyez, des réveils en milieu de nuit, chaque nuit. Ở cái biểu đồ thứ hai thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh nhân này thì họ không được ngủ được liên tục, tức là họ đã bị thức dậy vào giữa đêm, và chúng ta thấy rằng là cái dữ liệu về máy thở của họ là bị ngắt ở giữa đêm, và chúng ta thấy là gần như là đêm nào bệnh nhân cũng bị thức dậy ở phần giữa đêm. Thế thì chúng ta sẽ phải xem cái nguyên nhân là gì, có thể là do tiếng động hay là một nguyên nhân gì khác mà làm cho bệnh nhân cứ phải thức dậy vào ban đêm như vậy. Ici, c'est l'exemple d'un patient qui a un travail posté, qui certaines semaines, comme ici, se lève très tôt pour aller travailler très tôt. Donc, il met son appareil beaucoup moins longtemps. Et puis, les semaines où il travaille moins tôt le matin, il peut mettre son appareil plus longtemps. Donc, on voit le rythme de vie des patients sur le profil d'utilisation. Và ở đây thì là cái biểu đồ thứ ba thì cho chúng ta thấy là có một cái bệnh nhân mà làm việc theo ca, thì có những ngày bệnh nhân phải dậy rất là sớm, và thông qua cái đồ thị về cái các cái ngày mà sử dụng máy thở này của bệnh nhân thì chúng ta cũng có thể biết thêm được những cái thông tin về cái lối sống của bệnh nhân và những cái về công việc của người ta nữa. Ici c'était des exemples avec les machines ResMed, avec le logiciel ResScan de ResMed. Và cái bản ghi này là chúng tôi lấy dữ liệu từ cái phần mềm đọc của ResMed. Voici un autre exemple d'observance avec une machine Philips. On voit que le patient est très bien observant et on voit là que chaque semaine, et c'est le samedi, il se couche beaucoup plus tard, et le matin, le dimanche, il ne travaille pas, il se lève beaucoup plus tard. Donc vous voyez, là aussi, on voit bien son rythme de vie. La semaine, il travaille, il met son appareil assez tôt, se réveille tôt, chaque fois à 6 heures le matin. Et le week-end, il se couche plus tard et il se lève beaucoup plus tard le samedi et le dimanche. Trên màn hình là cái bản ghi mà chúng tôi lấy từ dữ liệu của máy Philips. Thì khi mà nhìn qua vào cái bản ghi này thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này là tuân thủ khá là tốt. Và qua cái bản ghi này thì chúng ta có thấy được rằng là những cái ngày trong tuần ấy thì bệnh nhân là đi ngủ sớm và bệnh nhân cũng thức dậy rất là sớm bởi vì là bệnh nhân phải đi làm. Thế còn những cái ngày chủ nhật, những cái ngày thứ bảy, thứ sáu và thứ bảy thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đi ngủ muộn hơn và bệnh nhân cũng thức dậy muộn hơn bởi vì ngày hôm sau thì bệnh nhân không phải đi làm. Do vậy mà chúng ta thấy được là thông qua những cái đồ thị này thì chúng ta sẽ thấy được cả cái lối sống của bệnh nhân nữa. Ici d'autres exemples ResMed avec des patients qui ont des travails postés ou travail de nuit, et on voit ici que certains patients qui travaillent postés, qui travaillent de nuit, mettent leur appareil le jour lorsqu'ils font une sieste pendant la journée. Cái biểu đồ này thì là từ máy ResMed, và chúng ta thấy rằng là đây là một cái biểu đồ của một cái người mà người ta làm việc theo ca, theo kíp đấy ạ. Thì chúng ta thấy rằng là những cái đêm ngủ của người ta sẽ không được cố định, và đôi khi thì chúng ta thấy là có cả những cái giấc ngủ trưa đi kèm. Sur les profils d'utilisation, ça va se modifier aussi si le patient voyage, bien sûr. Là, on a trois exemples de patients qui voyagent. Avec le décalage horaire, le jet lag, avec un patient qui voyage aux USA, un patient qui voyage en Colombie et un autre ici en Asie. Vous voyez les différents décalages dus au décalage horaire lors de voyage.
Và trên dữ liệu này thì chúng ta cũng thấy được là cái dữ liệu về cái giấc ngủ của bệnh nhân khi mà bệnh nhân có cái sự chênh lệch múi giờ ở những cái người mà đi du lịch. Ví dụ như là chúng ta thấy những cái bệnh nhân ở Mỹ, đi du lịch ở Mỹ thì họ họ có những cái giờ mà đi ngủ khác với cả những cái người mà khi mà họ đã đi du lịch sang Colombia hay là sang châu Á chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là họ đi ngủ ở những cái múi giờ khác nhau. Do vậy mà chúng ta biết được là bệnh nhân này có đi du lịch ở trong những cái khoảng thời gian như thế này. Ici, un cas clinique de patient qui est appareillé avec une machine Philips. C'est un patient qui a un syndrome d'apnée sévère avec un IH à 64 et qu'on a mis sous PPC avec une très bonne observance. Vous voyez, 9 heures par nuit, observance très régulière. Il met même son appareil un petit peu l'après-midi pendant la sieste. Donc là, tout va bien pendant ce mois. Đây là một ví dụ của bệnh nhân đã sử dụng máy Philips, và đây là một cái bệnh nhân 40 tuổi và họ có cái hội chứng ngưng giảm thở khi ngủ rất là nặng với chỉ số ngưng giảm thở là 64. Và qua cái biểu đồ này thì chúng ta thấy là bệnh nhân tuân thủ khá là tốt, với trung bình là bệnh nhân thở máy đến 9 tiếng một ngày. Thế thì ở cái cột và màu xanh đấy thì chúng ta sẽ thấy có hai đoạn, cái đoạn dài hơn ở phía sau đấy là cái số giờ thở máy ban đêm của bệnh nhân, và có một cái đoạn màu xanh xanh nhỏ nhỏ ở phía trước đấy là những cái giờ mà bệnh nhân ngủ trưa và bệnh nhân cũng sử dụng máy thở. Thì nhìn chung là chúng ta thấy là bệnh nhân này tuân thủ điều trị máy thở rất là tốt. Et puis, brutalement, on voit que les choses se détériorent, que là, il a une utilisation beaucoup plus irrégulière, avec une insomnie, un endormissement plus tardif, plusieurs réveils. Enfin, il y a toute une période où l'utilisation est beaucoup plus irrégulière, puis ça redevient à nouveau plus régulier. Và ở đây thì khi mà chúng ta theo dõi tiếp bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy rất là đột ngột, đó là có một cái giai đoạn mà chúng ta nhìn vào cái kết quả của máy thở và chúng ta thấy rằng là bệnh nhân bị thức dậy rất là nhiều vào cái giai đoạn đầu của cái giấc ngủ, và vào lúc mà khoảng giữa đêm thì chúng ta thấy là những cái thanh màu xanh đấy nó không được trơn tru, tức là nó không được đi từ đầu đến cuối giống như là ở cái cột mà bên cạnh, mà chúng ta thấy rằng là có những cái đoạn trắng ở giữa. Thế thì đâu là cái lý do mà lại khiến cho bệnh nhân tự dưng lại bệnh nhân lại bị mất ngủ vào cái giai đoạn đầu và ở giữa đêm? En fait, ce patient, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une bronchite asthmatiforme et il a dû être traité par antibiotiques et corticoïdes. Donc, il a été perturbé parce qu'il avait une bronchite, il toussait beaucoup pendant la nuit. Et en plus, il a eu un traitement corticoïde qui provoquait des retards à l'endormissement et aussi une instabilité du sommeil. Donc c'est ça qui explique que pendant cette période de au moins 2 semaines, l'utilisation était beaucoup plus irrégulière. Và ở đây thì cái lý do mà chúng tôi tìm được đó là bệnh nhân có những cái triệu chứng của cái hen phế quản, và bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh và corticoid. Và ở bệnh nhân này thì người ta đã kể rằng là người ta bị ho rất là nhiều, ho rất là nhiều vào ban đêm khi mà bệnh nhân thở máy. Và đồng thời thì khi mà chúng ta điều trị bằng corticoid cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy là bản thân cái thuốc corticoid này thì nó sẽ có tác dụng là nó làm trễ cái giấc ngủ của bệnh nhân, và nó gây nên những cái thức giấc mà cái triệu chứng về thức giấc và mất cái giấc ngủ về ban trong ban đêm của bệnh nhân. Alors après les problèmes d'observance, on a vu que avec l'analyse de l'observance, on apprenait beaucoup de choses. On va voir maintenant les problèmes, enfin les fuites, qui sont la deuxième catégorie d'événements à bien regarder dans les données qui sont enregistrées par les appareils, donc les fuites. Vấn đề thứ hai mà chúng ta cần phải phân tích ở trong các cái báo cáo từ dữ liệu máy thở của bệnh nhân đó là vấn đề dò khí. Thì cái vấn đề này là một cái vấn đề hết sức quan trọng mà chúng ta sẽ phải xem khi mà chúng ta thăm khám lại cho bệnh nhân. Alors, on va voir, il faut se poser plusieurs questions. D'abord, savoir quel est le temps qui est passé en fuite. Il faut se demander quel est le type de fuite. On va voir qu'il y a 2 types de fuites. Il y a des fuites normales, des fuites dites intentionnelles, et puis il y a des fuites anormales qui sont des fuites non intentionnelles qu'il faut bien sûr chercher à éviter le plus possible. Ensuite, le problème des fuites est de savoir si ces fuites entraînent des conséquences
s'ils entraînent notamment des événements résiduels. Trong các cái vấn đề về dò khí thì chúng ta sẽ phải xem xét là ba vấn đề chính. Thứ nhất là cái thời gian dò khí là nó chiếm bao nhiêu phút hay là bao nhiêu phần trăm thời gian trong đêm. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ phải xem cái loại dò khí của bệnh nhân là loại gì. Có cái loại dò khí là dò khí chủ động, tức là dò khí qua những cái lỗ dò mà chủ động ở trên mask của bệnh nhân, tức là những cái dò khí mà bình thường nó sẽ có, hay là cái loại dò khí này là dò khí bất thường, ví dụ như là dò khí do các cái mask đặt sai vị trí hoặc là dò khí ở qua miệng. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ phải xem là cái hậu quả của cái dò khí này là gì, cái dò khí này nó có nghiêm trọng tới mức để mà gây ra những cái cơn ngưng giảm thở tồn dư hay không. Alors, il y a donc deux types de fuites. Les fuites intentionnelles, c'est les fuites normales. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les masques avaient une sortie que je vous avais montrée sur les photos, généralement au niveau du raccord entre le masque et le tuyau. Pour que l'air expiré sorte, ça, ce sont les fuites intentionnelles, volontaires, normales. Có hai cái loại dò khí mà tôi đề cập ở đây, đó là cái dò khí có chủ đích. Thì như cái slide trước tôi đã trình bày với các bạn về cái hình ảnh thực tế của các cái mask ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó luôn luôn có một cái lỗ để cho cái khí mà thở ra của bệnh nhân được thoát ra ngoài. Chính vì vậy nên là cái dò khí này được gọi là dò khí có chủ đích, hay là chúng ta thấy là nó luôn luôn sẽ phải tồn tại cái dò khí này. Et puis il peut y avoir, et c'est ça qui est important, il peut y avoir des fuites non intentionnelles, donc des fuites anormales, non prévues, et c'est ces fuites non intentionnelles, anormales, qu'il faut éviter, bien sûr. Và cái loại dò khí thứ hai đó là dò khí không chủ đích, có nghĩa là cái dò khí này là không bình thường, mà thông thường là chúng ta sẽ phải tránh cái dò khí không chủ đích này. Le niveau des fuites intentionnelles, des fuites normales, va être différent selon le type de masque. Donc, c'est important que l'appareil soit renseigné avec le type de masque, masque nasal, masque facial, parce que le niveau des fuites intentionnelles est différent selon le type de masque. Các cái dò khí mà có chủ đích ấy, tức là cái dò khí mà bình thường mà chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân phải có, thế thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mask mà bệnh nhân dùng. Ví dụ như là ở những cái bệnh nhân mà dùng mask mũi, hay là những bệnh nhân mà dùng mask mặt, hay là những cái bệnh nhân mà dùng mask lỗ mũi, thì chúng ta thấy rằng là với mỗi loại mask thì có cái mức độ dò khí nó sẽ khác nhau. Alors, chaque fabricant, là aussi, interprète différemment les fuites. Chez Philips, par exemple, on a les fuites totales, fuites intentionnelles plus non intentionnelles, et on a les fuites non intentionnelles également qui sont données. On a les deux catégories chez Philips. Và tùy theo những cái hãng máy thì họ sẽ đưa ra cho chúng ta những cái thông tin về dò khí khác nhau. Ví dụ như là ở hãng Philips thì họ sẽ đưa cho chúng ta thông tin về hai cái đường, đó là một cái đường đó là dò khí toàn bộ, và cái thứ hai là dò khí không có chủ đích, tức là dò khí bất thường. Et chez Philips, vous voyez ici que c'est assez pratique puisque les fuites sont représentées comme ceci avec un code couleur. Et si c'est vert, c'est que les fuites sont à un niveau normal. Và ở cái đồ thị đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là ở hãng Philips thì họ đưa cho chúng ta một cái là cái dò khí toàn bộ, thì chúng ta thấy cái là cái đường mà màu xanh blue ở phía dưới đấy ạ, cái đường đấy thì nó là một cái dò khí mà có chủ đích của có chủ đích, tức là dò khí do cái mask của bệnh nhân. Chez ResMed, une seule façon de représenter les fuites, ce sont les fuites non intentionnelles qui sont données chez ResMed, seulement les fuites non intentionnelles. Thế còn ở trên các cái máy của ResMed thì hãng thì họ sẽ chỉ đưa cho chúng ta một cái thông số duy nhất, đó là cái thông số về cái đường dò khí mà không có chủ đích, tức là dò khí bất thường. Ensuite, les fabricants vont nous indiquer, les données enregistrées vont nous indiquer les fuites médianes, c'est-à-dire la moyenne, et généralement les fuites au 95e centile, c'est-à-dire après exclusion des valeurs maximales atteintes pendant 5% du temps. Donc, soit médiane,
ou les deux, médiane et 95e centime. Có hai cái giá trị quan trọng trong dò khí mà chúng ta phải xem, đó là cái con số về dò khí ở mức trung vị hay là trung bình, và cái thứ hai đó là dò khí ở mức 95% bách phân vị ạ. Thế thì cái dò khí ở cái mức 95 bách phân vị này thì là cái dò khí mà sau khi đã loại trừ đi những cái giá trị lớn nhất mà nó đạt ở trong cái 5% thời gian đó, người ta loại trừ đi thì sẽ còn lại thì là sẽ là có cái mức dò khí ở mức 95 bách phân vị. Alors, ça, je vais passer, je voulais montrer cette étude. Donc, il y a en fait deux types de fuites anormales, soit des fuites par ouverture de la bouche, c'est ce qu'on voit ici. Quand ça monte brutalement, ça redescend brutalement, ça, ce sont des fuites par ouverture de la bouche. Ở đây thì chúng ta có cái loại dò khí, hai cái loại dò khí bất thường, đó là do là cái mask nó bị sai, bị lệch, hoặc là do là bệnh nhân há miệng. Thì ở cái biểu đồ phía trên thì chúng ta thấy đây là một cái dò khí mà do bệnh nhân há miệng, thì chúng ta sẽ thấy là cái dò khí nó sẽ tăng cao lên đột ngột, sau đó thì nó lại quay về cái mức mức thấp, mức dưới cái đường màu đỏ ấy. Mức thấp thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là theo các cái nhịp thở của bệnh nhân, khi mà bệnh nhân thở ra mà bệnh nhân có thở bằng miệng thì sẽ khiến cái dò khí nó xuất hiện. Alors bien sûr, il s'agit d'un patient qui a un masque nasal. Donc, il a un masque nasal et il ouvre la bouche et on a ce type de fuite. Et dans ce cas-là, ben, il faut essayer un masque nasobuccal qui prend le nez et la bouche. Và trong trường hợp này, khi mà chúng ta nhìn thấy bệnh nhân có những cái dò khí do há miệng như thế này, mà nếu như mà bệnh nhân của chúng ta đang được sử dụng cái mask mũi, thì khi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là bị dò khí rất là nhiều qua miệng và chúng ta sẽ phải đổi cho bệnh nhân sang dùng cái mask là mask mũi miệng. Ensuite, on a un deuxième type de fuite anormale qui est représenté ici. C'est lorsque les fuites persistent longtemps de façon anormale. C'est dû à un mauvais positionnement du masque. C'est parce que le masque a bougé sur le nez et n'est plus étanche. Ça, c'est des fuites par mauvais positionnement, par mobilisation du masque. Một cái loại dò khí thứ hai đó là do sai lệch cái vị trí của mask. Thì ở đây chúng ta thấy những cái đường dò khí của bệnh nhân nó vượt quá cái đường giới hạn màu đỏ, và cái những cái dò khí này thì nó xuất hiện ngay từ khi bắt đầu bệnh nhân dùng máy, và chúng ta thấy rằng là các cái dò khí này gần như là xuất hiện liên tục. Thì thông thường là trong những cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là cái mask của bệnh nhân nó bị sai vị trí, nó bị di lệch qua qua lại ở trên mặt của bệnh nhân và dẫn đến những cái dò khí rất là nhiều. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait voir les courbes de débit détaillées de la respiration, enfin du moins le débit au niveau du masque. Et l'analyse de ces courbes de débit est intéressante. En principe, lorsque c'est normal, on a une respiration ici régulière, inspiration, expiration en bas. On a quelque chose de très régulier au niveau du débit comme ici. Một cái vấn đề nữa đó là khi mà chúng ta phân tích các cái biểu đồ về cái đường cong lưu lượng hít vào thở ra của bệnh nhân khi mà bệnh nhân sử dụng mặt nạ và thở máy, thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà bệnh nhân cái nhịp thở của bệnh nhân bình thường ấy, thì chúng ta sẽ thấy các cái đỉnh nhọn hít vào thở ra của bệnh nhân giống như là ở trong cái hình đầu tiên đấy, thì nó sẽ rất là đều và có các cái đỉnh nhọn của cái đường hít vào và thở ra đều đặn như vậy. Et parfois ce qu'on peut voir comme ici, c'est que sur le courbe de débit, on n'a plus l'expiration. Vous voyez, on a l'inspiration en haut, mais on n'a plus d'expiration en bas. Parce que ça signifie qu'il y a une ouverture de la bouche, une fuite par la bouche, et on ne voit plus l'expiration puisque le débit est enregistré au niveau du masque nasal, au niveau du nez. Donc ça, c'est un signe intéressant de fuite par la bouche. Cái hình tiếp theo đó là chúng ta thấy ở đây thì bệnh nhân có cái dò khí qua miệng. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ chỉ thấy có mỗi cái biểu đồ là của bệnh nhân hít vào thôi. Thế còn cái biểu đồ mà hướng xuống dưới, tức là
của cái thì thở ra thì chúng ta thấy là nó sẽ biến mất. Như vậy là rõ ràng ở bệnh nhân này là chúng ta thấy là có cái giò khí qua miệng, tức là bệnh nhân khi mà ở thì thở ra thì bệnh nhân đã thở qua miệng. Đây là cái trường hợp mà bệnh nhân khi mà chúng ta cho bệnh nhân sử dụng cái mặt nạ mũi ấy, thì lúc đấy cái mặt nạ mũi nó chỉ cảm nhận cái áp lực của cái dòng khí đi qua mũi thôi. Thế còn cái dòng khí đi qua miệng thì nó không cảm nhận được, do vậy mà nó biến mất hoàn toàn ở cái đường mà ở thì thở ra của bệnh nhân. Alors j'insiste sur les fuites parce que c'est quelque chose de très important. Si il y a des fuites importantes par ouverture de la bouche ou par déplacement du masque, eh bien, on va le voir après sur des exemples, ça va faire que le traitement n'est plus efficace parce que l'appareil ne va pas pouvoir maintenir sa pression, l'algorithme de fonctionnement de l'appareil est faussé. Et donc, le traitement ne va plus être efficace. Cái vấn đề giò khí thì nó rất là quan trọng, bởi vì là nếu như mà bệnh nhân mà thở máy mà bị giò khí nghiêm trọng, tức là giò khí rất là nhiều, thì chúng ta sẽ thấy là gặp ở những cái trường hợp mà bệnh nhân bị giò khí qua miệng hoặc là bị sai lệch cái vị trí của mask, thì khi đấy thì cái máy thở của chúng ta sẽ không duy trì được cái mức áp lực hiệu quả nữa. Và cái thứ hai là các cái thuật toán của máy thở nó sẽ có thể bị sai, và chúng ta thấy là bệnh nhân sẽ điều trị là không có hiệu quả. Alors, c'est ce qu'on voit ici sur cet exemple. Les fuites sont ici. Là, la ligne rouge, c'est le niveau de fuite acceptable. On voit ici qu'il y a des fuites très importantes. Là, c'est perdu même en haut. Il y a des fuites très importantes dès le début de la nuit parce que le masque n'est plus adapté. Ở cái ví dụ này thì chúng ta thấy rằng là ở cái hình thứ hai thì là cái đường biểu đồ về đường giò khí, thì cái đường màu đỏ ở giữa đó là cái đường mà giới hạn, là khi mà cái đường giò khí nó vượt qua cái đường này thì có nghĩa là cái giò khí nó rất là nghiêm trọng. Thế thì ở cái trường hợp bệnh nhân này thì chúng ta thấy là có một cái giò khí cực kỳ là nghiêm trọng, bởi vì tất cả những cái đường này thì nó đều vượt quá rất là xa cái đường màu đỏ. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là ở những cái bệnh nhân này thì cái hiệu quả điều trị là không là rất là kém, bởi vì giò khí rất là nhiều. Et au-dessus, si on regarde comment se comporte l'appareil de CPAP au niveau de la pression, on voit qu'au début, il arrive à maintenir une pression suffisante. Et puis lorsque les fuites importantes persistent, ça décroche. La pression décroche, elle chute. L'appareil n'arrive plus à maintenir la pression. Ici, c'est pareil. Ici, enfin, il n'arrive plus à maintenir la pression parce que les fuites sont trop importantes. Donc l'appareil n'arrive plus à suivre s'il y a des fuites trop importantes. Và khi mà chúng ta gióng ở cái biểu đồ về giò khí lên cái biểu đồ về áp lực thì chúng ta thấy là ở giai đoạn đầu khi mà giò khí nó vẫn còn là tương đối là ít, hoặc là ở có những cái đoạn mà không có giò khí thì cái áp lực của máy thở nó sẽ duy trì được ở một cái mức nhất định. Nhưng mà tuy nhiên khi mà đến cái đoạn mà giò khí nghiêm trọng bắt đầu xuất hiện thì chúng ta sẽ thấy là cái áp lực của máy thở nó bắt đầu là giảm xuống và nó đã không duy trì được như cái áp lực ban đầu của nó nữa. Và chúng ta sẽ thấy tiếp theo ở những cái đoạn phía sau thì chúng ta thấy là cứ tương ứng với những cái đoạn mà giò khí nghiêm trọng thì chúng ta lại thấy là cái áp lực của máy thở nó không còn được duy trì một cách ổn định nữa. Et ce qui est très trompeur, c'est que si on regarde ici l'index d'apnée et hypopnée, si on regarde les apnées et hypopnées résiduelles, on a l'impression, enfin, il n'y en a pas. L'appareil indique qu'il n'y a pas d'apnée. Si on regarde seulement ça, on se dit le traitement est très efficace. Il n'y a pas d'apnée, pas d'hypopnée. Et en fait, il y a des fuites très importantes et l'appareil n'arrive pas à suivre. Donc, vous voyez que c'est très trompeur, il faut bien regarder les fuites. Và khi mà có những cái dấu hiệu về giò khí nghiêm trọng như thế này thì sẽ làm cho chúng ta bị nhầm lẫn trong cái vấn đề mà chúng ta phân tích các cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư. Ví dụ như là ở trường hợp bệnh nhân này, chúng ta sẽ thấy là cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân rất thấp, chúng ta không nhìn thấy các cái cơn ngưng thở hay là không nhìn thấy các cái cơn giảm thở nữa. Và như vậy thì là chúng ta sẽ có những cái nhận định sai, những cái phân tích sai về cái đọc kết quả dữ liệu của những cái bệnh nhân mà có cái giò khí nghiêm trọng như thế này. Voilà un autre exemple, là c'est de courbe de Resmed ici, qui nous montre un exemple avec des fuites très importantes. Donc vous voyez des fuites, alors des fuites par ouverture de bouche, des fuites par déplacement du masque toute la nuit, la pression qui varie, qui décroche parfois, et puis là on voit plein d'événements respiratoires résiduels
beaucoup d'apnée, beaucoup d'hypopnée résiduelle à cause de ces fuites très importantes. Mà ví dụ tiếp theo đó là một cái bản ghi lấy từ trên máy ResMed. Thì ở đây ở cái đồ thị thứ hai thì chúng ta thấy là bệnh nhân bị dò khí rất là nhiều. Bệnh nhân này bị dò khí là do bị dò khí qua miệng và dò khí là qua cái mask nó bị sai lệch vị trí. Và cái dò khí này thì xuất hiện gần như là liên tục cả đêm. Và khi chúng ta xem về cái biểu đồ về áp lực ở phía trên thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái áp lực của máy thở của bệnh nhân nó không được ổn định mà nó sẽ bị biến động trong suốt cả đêm. Và ở cái khi mà chúng ta xem về cái biểu đồ ở phía dưới thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả điều trị là không có bởi vì là những cái cơn ngưng thở, giảm thở của bệnh nhân vẫn xuất hiện một cách rất là liên tục. Cependant, il ne faut quand même pas être trop exigeant au niveau des fuites. Ici, on voit un exemple où il y a un peu de fuite, surtout par ouverture de bouche, un peu par déplacement du masque, mais on voit que la pression est bien maintenue, il n'y a pas de décrochage de la pression. Donc là, ça va, il ne faut pas être trop exigeant, et dans ce cas-là, on peut tolérer des fuites modérées comme ici, puisque la pression est bien maintenue. Trong trong trường hợp này thì chúng ta thấy là có một cái sự thỏa hiệp hay là một cái sự dung nạp, tức là ở trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy là có cái sự dò khí mà nó vượt qua cái mốc mà giới hạn. Tuy nhiên là cái sự dò khí này nếu mà tính tổng cái thời gian trong đêm thì nó cũng không không là quá nhiều, và với những cái dò khí như thế này thì cái máy thở nó vẫn giữ được cho chúng ta một cái áp lực là tương đối là hằng định. Mais les fuites, on a vu, c'est surtout un problème soit de déplacement du masque, soit d'ouverture de bouche. Mais attention, il ne faut pas oublier que ça peut être aussi autre chose. Ça peut être un problème de fuite au niveau du tuyau, parce que le tuyau est abîmé, cassé, et s'abîme comme ici. Donc attention, les fuites, ça peut être aussi un problème tout simplement de... percement du tuyau. Et la cause la plus fréquente pour qu'un tuyau soit percé comme ça, bon, ça peut être l'usure, bien sûr, mais la cause la plus fréquente, ce sont les chats. Les chats qui, la nuit, peuvent griffer le tuyau et le percer. Đôi khi thì khi mà tìm nguyên nhân của dò khí thì chúng ta sẽ tìm nguyên nhân là dò khí qua miệng hoặc là dò khí mà liên quan đến những cái vấn đề về mặt nạ. Tuy nhiên có một cái nguyên nhân nữa mà chúng ta cũng thường gặp, đó là những cái vết rách ở cái ống thở của bệnh nhân. Thì những cái vết rách này thì nó có thể là do cái tình trạng là lão hóa, rồi là nó bị mục và nó gây ra những cái lỗ thủng, những cái vết rách ở trên những cái ống này. Và đôi khi là chúng ta sẽ thấy là có thể là do những cái động vật nó gặm nhấm và cũng có thể là làm rách hoặc là làm những cái lỗ dò ở trên những cái ống như thế này, thì chúng ta cũng sẽ phải hết sức lưu ý để chúng ta có thể kiểm tra được những cái lỗ dò ở trên cái ống thở của bệnh nhân nữa. Alors après avoir vu les problèmes d'observance, après avoir vu les problèmes de fuite, on va passer maintenant aux troisième catégorie d'événements, enfin de choses analysées dans les données enregistrées par les appareils, c'est-à-dire les niveaux de pression, les pressions. Một phân tích thứ ba mà chúng ta sẽ phải phân tích và diễn giải qua các cái báo cáo của cái dữ liệu máy thở, đó là cái về áp lực, cài đặt áp lực và các cái áp lực trong đêm của bệnh nhân. Alors, concernant les pressions, il faut là aussi se poser plusieurs questions. D'abord, savoir quel est le type de machine et les réglages qui ont été définis, qui ont été appliqués au départ lors du début du traitement. Et ensuite, voir l'évolution des pressions, si l'appareil est en autopiloté, voir quelle est l'évolution des pressions au cours du traitement. Về các cái thông tin về áp lực thì chúng ta sẽ phải xem là chúng ta cài đặt cái loại áp lực là gì. Và cái thứ hai đó là chúng ta sẽ phải xem là chúng ta đã xác định các cái mức cài đặt áp lực như thế nào và các cái mức áp lực mà được phân phối cho bệnh nhân thực tế ở trong đêm thở là ra sao. Và chúng ta sẽ phải giám sát cái hiệu quả của cái áp lực này thông qua những cái thông tin mà cài đặt và các cái thông tin mà từ dữ liệu máy thở sẽ cho chúng ta những cái về các cái hiệu quả về các cái việc cài đặt áp lực. Alors, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait de multiples marques, multiples fabricants de machines, et chaque machine a son algorithme spécifique
pour ces réglages de pression et pour le fonctionnement en montée en pression de la machine. Chaque machine a son algorithme propre. Ở slide này thì tôi sẽ chỉ cho các bạn đây là một loạt các cái hãng máy thở, tức là các cái loại máy thở khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng là với mỗi một cái loại máy thở từ D1 đến B11 thì chúng ta thấy là sẽ có những cái thuật toán để tăng giảm các cái áp lực mà nó khác nhau, và không có một cái máy thở nào là có những cái thuật toán giống nhau cả. Và chúng ta sẽ thấy là với mỗi cái máy thở thì sẽ có một cái thuật toán để chúng ta xem là họ cái thuật toán đó nó sẽ điều chỉnh các cái cơn ngừng thở, giảm thở nó khác nhau. Alors, ces machines de CPAP, elles sont testées sur des bancs d'essai indépendants des fabricants, pour tester leur efficacité et voir comment elles répondent aux différents événements respiratoires. Ici, c'est une étude d'un laboratoire de test français de l'équipe d'Air Liquide. Du laboratoire de Châtenay-Malabry, pardon, près de Paris, qui teste les machines de CPAP et qui voit comment elles réagissent aux différents événements respiratoires. Ici, ce sont 11 machines de fabricants différents qui sont testées, par exemple. Thì đây là một cái nghiên cứu của một nhóm các cái tác giả ở trong phòng thí nghiệm. Đây là một cái nghiên cứu của Pháp mà được thực hiện tại Malabry. Thế thì cái nghiên cứu này là được thực hiện ở trên 11 các cái máy thở khác nhau, và họ đưa ra những cái sự kiện về ngừng thở rồi là giảm thở, và họ họ sẽ test ở trên 11 cái máy này để xem là các cái thuật toán ở trên 11 cái máy này thì nó sẽ đáp ứng ra sao, nó sẽ tăng giảm áp lực như thế nào để có thể mà điều trị được các cái cơn ngừng thở, giảm thở của bệnh nhân. Donc, ces tests sur le banc d'essai permettent de tester donc la réaction des machines aux différents événements, apnée obstructive, bien sûr, hypopnée, apnée centrale, et de voir si elles réagissent bien. Et on voit que certaines réagissent plus ou moins bien aux événements et notamment aux apnées obstructives. Il y en a qui réagissent moins bien que d'autres. Và qua cái thử nghiệm này thì người ta thấy rằng là có những cái máy thở mà nó đáp ứng rất là tốt với cả những cái cơn nó sửa chữa rất là tốt các cái cơn ngừng thở, giảm thở, trong đó có cả ngừng thở tắc nghẽn và ngừng thở trung ương. Có những cái loại máy thở thì nó lại đáp ứng một cách kém hơn, và có những cái loại máy thở thì nó lại không 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 đáp ứng với cả, tức là nó không nhận ra được các cái sự kiện trung ương, cho nên là nó cũng sẽ không được sử dụng để trong điều trị những cái ngừng thở trung ương. Cela étant, sachez que les grandes marques de machines, les grands fabricants, c'est-à-dire ResMed, Philips, Löwenstein, CFAM en France, ont des machines qui sont performantes et qui répondent très bien aux différents événements respiratoires. Donc, il n'y a pas de grosse différence entre les machines des grands fabricants. Elles ont des algorithmes différents. Mais elles sont aussi efficaces les unes que les autres. Ở đây thì có những cái hãng mà máy thở lớn, ví dụ như là Philips, ResMed, Löwenstein hay là cái máy thở CFRAM của Pháp ấy, thì là người ta thấy là mặc dù là cái thuật toán để và chỉnh sửa, tức là sửa chữa các cái cơn ngưng thở, giảm thở là khác nhau, nhưng mà cái hiệu quả của nó mang lại khi mà để điều trị các cái cơn ngưng thở tắc nghẽn, giảm thở hay là ngưng thở trung ương thì là nó tương đương, và nó cũng không có sự khác biệt là nhiều lắm. Do vậy mà chúng ta thấy rằng là về thuật toán thì có thể khác nhau, nhưng mà về cái hiệu quả thì có vẻ là tương đương. On a parlé lors du dernier cours, on a parlé des réglages de pression lors du début du traitement. On a dit, vous vous souvenez, qu'on mettait dans la plupart des cas une pression autopilotée. Ensuite, il n'y a pas de règle au niveau des bornes de pression, c'est-à-dire du minimum et du maximum. Chacun fait un peu comme il le pense. Généralement, au début du traitement, on met une pression autopilotée entre plus 4 et plus 12 cm H2O, par exemple.
Các cái cài đặt về mức áp lực cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ tùy theo bệnh nhân mà chúng ta có thể là lựa chọn các cái kiểu cài đặt áp lực, các cái mức áp lực khác nhau. Thế thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn cho bệnh nhân một cái áp lực là cố định, cũng có thể là lựa chọn một cái mức áp lực là tự điều chỉnh. Thế thì khi mà lựa chọn cái mức áp lực tự điều chỉnh thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cái áp lực mà thấp nhất và cái áp lực là cao nhất, để từ đó thì cái máy thở khi mà cho bệnh nhân sử dụng thì nó sẽ chạy ở trong một cái khoảng áp lực, và thông thường thì chúng ta sẽ chọn cái khoảng áp lực là khoảng từ 4 đến 12 cm nước. Le minimum de pression pour toutes les machines est de plus 4. On ne peut pas diminuer en dessous. Il faut au moins plus 4 cm H2O. C'est nécessaire pour renouveler l'air au niveau du masque. Donc, le minimum, c'est jamais zéro. C'est toujours plus 4 pour tous les fabricants. Và cái mức pardon, tiếp theo là chúng ta sẽ thấy rằng là những cái mức áp lực mà thấp nhất ạ, thì là ở tất cả các cái máy thở thì ở tất cả các cái hãng máy thở thì chúng ta sẽ thấy là cái mức áp lực thấp nhất sẽ được cài đặt là ở mức 4, và không có một cái hãng máy thở nào là cho cái mức áp lực là thấp nhất là dưới 4, và chúng ta sẽ không thể giảm cái mức áp lực thấp nhất xuống dưới 4 được, bởi vì người ta nhận thấy rằng là với cái mức áp lực. Donc, on démarre toujours par une pression pilotée entre, par exemple, plus 4 et plus 12. Une des seules contre-indications pour la pression autopilotée, c'est en cas d'insuffisance cardiaque. Dans ce cas-là, on mettra plutôt une pression fixe, la plus basse possible. Một chút nữa ở cái phần phía trước khi mà ồn quá, đó là cái mức áp lực mà thấp nhất đó là 4 cm nước, là để cho chúng ta lưu thông được, đổi mới được cái luồng không khí ở trong mask, cho nên là chúng ta không bao giờ là có cái hãng nào mà lại có cài đặt cái mức áp lực là không hay là một cả. Một cái điểm tiếp theo đó là ở những cái pardon, vous pouvez répéter parce qu'il a des bruits et je n'entends pas bien. Oui, je disais qu'on met généralement une pression autopilotée au départ entre 4 et 12 cm H2O. Et la seule contre-indication pour la pression autopilotée, c'est en cas d'insuffisance cardiaque, où là on met une pression fixe, par exemple 6 ou 8, pour éviter les problèmes hémodynamiques. C'est la seule contre-indication à la pression autopilotée. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là thông thường thì với tất cả những cái bệnh nhân mà có cái hội chứng ngưng giảm thở khi ngủ thì chúng ta sẽ ưu tiên là cái lựa chọn đầu tay là chúng ta sẽ sử dụng cái áp lực là tự điều chỉnh khoảng từ 4 đến cái 12 cm nước, chỉ trừ một cái chống chỉ định duy nhất, đó là ở những cái bệnh nhân suy tim, khi mà người ta không muốn làm thay đổi cái về cái huyết áp cái của bệnh nhân quá nhiều thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng cái mốt đó là mốt CPAP cố định, tức là áp lực cố định CPAP fix, là thông thường là chúng ta sẽ lựa chọn một cái mức áp lực cố định là khoảng 6 hoặc là 8 cm nước. Như vậy là chúng ta sẽ thấy cái chống chỉ định duy nhất của cái áp lực tự điều chỉnh, đó là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân suy tim. Donc, les appareils de CPAP enregistrent, on va le voir, les niveaux de pression et ils nous donnent des chiffres. On va y revenir. Ils nous donnent la P95, c'est-à-dire la pression au 95e centile, la P90, la pression moyenne, la pression médiane. Donc, ils nous donnent différents indicateurs. On va expliquer tout cela. Và để đo lường cái áp lực mà phân phối ấy, thì qua cái kết quả bản ghi của máy thở thì chúng ta sẽ có những cái con số là P95 và P90, tức là những cái áp lực ở 95 và áp lực 90, và một cái chỉ số nữa đó là cái áp lực trung vị và cái áp lực trung bình, và tôi sẽ giải thích cho các bạn các cái ý nghĩa của các cái chỉ số này ở những slide tiếp theo. Donc, les appareils vont nous donner les indications de P95, c'est-à-dire la pression au 95e centile. C'est la valeur la plus élevée après exclusion des valeurs maximales atteintes pendant 5% du temps. Donc, la pression au 95e centile, P95.
về cái áp lực P95, tức là cái áp lực mà người ta là cái áp lực lớn nhất mà chúng ta thu được sau khi chúng ta đã loại trừ đi được những cái giá trị mà nó vượt nó quá lớn trong những cái khoảng trong khoảng 5% thời gian. On peut aussi avoir la P90, c'est-à-dire la pression efficace, pendant 90% du temps. Thế còn cái giá trị P90 ở đây là cái giá trị mà chúng ta thấy là ở cái mức áp lực P90 thì cái áp lực này nó đạt hiệu quả kéo dài trong ít nhất là 90% thời gian đêm ngủ của bệnh nhân. Alors les deux sont un peu équivalents. Resmed donne la P95, Philips la P90, mais c'est pratiquement équivalent. C'est la pression, en pratique, c'est la pression efficace. Ở đây thì cái chỉ số là P95 hay P90 thì trên thực tế là nó cũng sẽ gần gần với nhau. Thế ở cái máy ResMed thì họ sẽ sử dụng cái chỉ số là P95, còn ở máy Philips thì là P90. Và về nhìn chung thì hai cái chỉ số này thì đều là cái chỉ số mà về hiệu quả, tức là với cái mức áp lực này thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Et puis les appareils vont nous donner aussi la pression médiane et qui est la pression qui sépare l'ensemble des valeurs enregistrées et la pression moyenne. Donc les deux sont aussi en principe équivalents. Một cái giá trị nữa đó là cái giá trị áp lực trung vị. Áp lực trung vị có nghĩa là cái giá trị mà họ tức là họ chia ra và ở hai cái phần khi mà ở cái phần chia ra đấy thì ở hai bên là nó sẽ tương đương với nhau, và cái thứ hai là áp lực trung bình. Thế thì hai cái áp lực này thì nó cũng sẽ gần gần giống nhau. Ensuite, selon la marque d'appareil, selon le fabricant, les réglages par défaut, c'est-à-dire les réglages lors de la sortie de l'usine des appareils, peut être différent. Ce qui est important, vous voyez, c'est qu'on sur les réglages de pression, c'est la même chose chez les trois grands fabricants. C'est-à-dire les réglages par défaut, c'est autopiloté entre 4 et 20 cm H2O, c'est-à-dire minimum et maximum. C'est le même pour les trois grands fabricants. Về các cái mức mà cài đặt cho máy thở, về các cái mức áp lực thì chúng ta sẽ thấy là ở các cái máy thở nó sẽ có những cái thiết lập, tức là những cái con số mà máy đó nó mặc định. Ví dụ như ở đây thì có ba cái hãng lớn, đó là cái hãng Philips, ResMed và Lowenstein, thì chúng ta đều thấy là có cái giải áp lực là trong khoảng từ 4 đến 20 cm nước, tức là thấp nhất là 4 và cao nhất là 20. Alors, je vous ai dit qu'au départ, on commençait par un réglage en mode autopiloté. Et ensuite, la question, c'est de savoir si on garde le mode autopiloté ou si on passe à un réglage en pression fixe. En fait, les études actuelles ont montré qu'il n'y avait pas de différence entre les deux, pas de différence d'observance, pas de différence de tolérance, ni d'efficacité. Donc, on peut rester en mode autopiloté ou on peut passer en mode à pression fixe. Il n'y a pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. Và lúc trước thì tôi nói với cả các bạn rằng là về cái lựa chọn đầu tay của chúng ta khi khởi trị cho bệnh nhân ngừng thở tắc nghẽn, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái mode là tự động. Nhưng mà sau một thời gian điều trị thì chúng ta sẽ vẫn giữ cái mode là tự động cho bệnh nhân, hay là chúng ta sẽ chuyển sang là cái mode là áp lực cố định cho bệnh nhân. Thì các cái nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là giữa hai cái mode là tự động và cái mode cố định thì người ta không thấy là có cái sự khác biệt về cái dung nạp máy thở của bệnh nhân, cũng không có sự khác biệt về tuân thủ điều trị, hay là cũng không có sự khác biệt về cái hiệu quả điều trị. Vậy thì khi nào thì chúng ta sẽ giữ lại cái mode thở ô tô, tức là mode thở tự động, và khi nào thì chúng ta sẽ chuyển sang cái mode thở cố định cho bệnh nhân? Alors, si on décide de passer en pression fixe, on choisira le niveau de pression efficace, c'est-à-dire on a vu avant, je remets la P95 ou la P90. Hein. P95 ou P90, c'est le niveau de pression efficace que l'on choisira si on décide de passer en pression fixe. Và khi mà chúng ta muốn là chuyển cho bệnh nhân từ cái mode tự động sang cái mode thở là cố định thì chúng ta sẽ phải xem là với cái mức áp lực nào thì là cái áp lực hiệu quả trong điều trị của bệnh nhân. Tức là ở đây thì chúng ta sẽ phải
đi tìm được cái mức áp lực là P95 hoặc là mức áp lực là P90 thì khi đó thì chúng ta mới có thể điều chỉnh được. Alors, ce qui est important, quoi qu'on décide, et si on passe en pression fixe, c'est la clinique d'abord. C'est qu'on a une disparition des signes cliniques, c'est-à-dire disparition des ronflements, disparition des perturbations du sommeil et rétablissement d'une vigilance diurne normale, disparition de la somnolence diurne. Donc d'abord, une efficacité clinique. Trước khi mà chuyển sang cái mode là thở cố định cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ phải xem là các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân có được cải thiện tốt hay không. Cụ thể là bệnh nhân đã hết các cái triệu chứng lâm sàng hay chưa? Bệnh nhân đã cái triệu chứng ngáy của bệnh nhân đã hết hay chưa? Bệnh nhân có tỉnh táo vào ban ngày hay không? Các cái điểm về Epworth của bệnh nhân đã trở lại bình thường và bệnh nhân không còn buồn ngủ ban ngày nữa thì chúng ta mới có thể quyết định là bệnh nhân có thể chuyển sang cái chế độ là cố định. Ensuite, il faut qu'une observance, bien sûr, suffisante. J'ai dit qu'il fallait au moins 4 heures en moyenne. Bien sûr, c'est une moyenne. Hein. Une moyenne qui sera calculée sur une période d'au moins 4 semaines. Ce n'est pas grave si le patient ne met pas, s'assit pas qu'une nuit ou deux nuits par mois, par exemple. Mais la moyenne, elle doit être de au moins de 4 heures par nuit en moyenne sur une période d'un mois. Và cái tiếp theo là chúng ta sẽ phải xem là bệnh nhân này có tuân thủ điều trị máy có tốt hay không. Tuân thủ điều trị máy có tốt hay không ở đây thì chúng ta đã nhắc tới đó là bệnh nhân sẽ phải thở máy là ít nhất là 4 tiếng một đêm. Và cái thời gian thì chúng ta sẽ phải theo dõi ít nhất là trong vòng 4 tuần, tức là một tháng. Ở đây thì cũng không quan trọng nếu như mà bệnh nhân mà có lỡ quên mất 1-2 ngày thì chúng ta cũng không đến nỗi là quá là quan trọng. Nhưng mà chúng ta sẽ phải xem là về mặt trung bình là bệnh nhân sẽ phải thở được ít nhất là 4 tiếng một đêm và trong thời gian theo dõi ít nhất là một tháng. Donc ensuite, je vous l'ai dit, autre chose très importante, c'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Donc l'absence de fuite, c'est quelque chose d'essentiel, bien sûr, on l'a vu. Hein. Và một cái điểm tiếp theo để quyết định đó là chúng ta sẽ phân tích các cái dữ liệu thẻ nhớ của bệnh nhân và chúng ta sẽ phải xem là bệnh nhân này là chắc chắn là không có rò khí ở trong cái thời gian mà chúng ta đã theo dõi cho bệnh nhân. Donc, on s'assurera qu'il y a une stabilité de la pression. Et dans cet exemple-là, là j'ai pris cet exemple où la pression efficace est de 12 cm H2O, et bien dans ce cas-là, si on décide de passer à une pression fixe, on va appliquer une pression de 12 cm H2O. Voilà. Và một cái điểm tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải xem là cái áp lực của bệnh nhân có ổn định hay không. Tức là với một cái mức mà áp lực ổn định mà cái AHI, tức là cái AHI tồn dư của bệnh nhân là thấp, tức là cái AHI đã được bình thường hóa rồi, thì chúng ta mới xem xét là đổi sang cái chế độ cố định. Và ở đây để cái chọn cái chế độ cố định thì chúng ta sẽ xem cái mức là P90%, P90 của bệnh nhân ở đây là bao nhiêu. Thì cái mức P90 ở đây là cái đường nó màu gạch nét đứt màu đỏ đấy ạ, là nó khoảng 12 cm nước. Do vậy mà khi mà chúng ta chuyển sang chế độ cố định thì chúng ta sẽ chọn áp lực là 12 cm nước. Alors, lorsqu'on regarde les profils de pression, on va avoir différentes possibilités. Ici, on a un patient chez qui on voit que lorsqu'il s'endort, il monte progressivement sa pression, puis ensuite, la pression, elle va plafonner, mais vous voyez qu'il n'y a pas de fuite et que la ventilation est correcte, donc c'est pas un souci. Ici, on a un trou, c'est parce qu'il a retiré son appareil. Là, il a dû se réveiller et arrêter son appareil. Et puis, il a remis son appareil et vous voyez que la pression remonte rapidement pour se stabiliser à son maximum. Ở đây thì có một cái trường hợp chúng ta thấy là cái áp lực máy thở của bệnh nhân thì ban đầu thì nó cũng tương đối là ổn định và nó đến một cái đoạn là chúng ta sẽ thấy là cái áp lực của máy thở tự dưng là nó tăng lên rất là cao.
Và khi mà chúng ta gióng xuống dưới thì chúng ta thấy là rõ ràng là ở đây thì cũng không có cái sự xuất hiện rò khí nào là nghiêm trọng cả, và cái đường về thông khí phút của bệnh nhân thì vẫn bình thường. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy là đến một cái đoạn mà chúng ta thấy là gì ạ? Bệnh nhân cái áp lực của máy thở nó bị ngắt quãng, tức là ở cái đoạn này là bệnh nhân đã tắt máy đi, bệnh nhân không thở nữa. Và đến đoạn sau khi mà bệnh nhân lắp máy thở vào, bệnh nhân thở thì cái áp lực lại nó lại tăng rất là cao. Nó lại tăng rất là cao và rất là nhanh. Ici, autre exemple sur la droite, on a un exemple de variation de pression plus importante au cours de la nuit. Mais là aussi, on voit qu'il n'y a, que ces variables, la pression varie en fonction des fuites, mais que les fuites restent acceptables. Vous voyez qu'il y a des fuites qui montent parfois, ça fait monter la pression, mais il n'y a pas d'apnée ni d'hypopnée. Quand il y a des apnées hypopnées, c'est les petits traits bleus. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a un peu de fuite. L'appareil monte en pression et ça reste efficace. Pas d'apnée, très peu d'apnée, très peu d'hypopnée. Ở cái đồ thị tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là cái mức áp lực của máy thở ở đây bệnh nhân cũng là cái mức áp lực nó không được ổn định. Tức là cái mức áp lực thì lúc nó thấp mà lúc nó lên rất là cao. Khi mà chúng ta nhìn đối chiếu xuống dưới thì chúng ta thấy là cái rò khí, tức là cái biểu đồ cuối cùng ấy, là cái rò khí của bệnh nhân thì nó cũng không quá nhiều. Tức là đôi khi thì chúng ta thấy là có cái rò khí nó lên ở cái đỉnh rất là cao. Nhưng mà chúng ta thấy là với cái rò khí cao như vậy, nhưng mà khi mà gióng lên cái biểu đồ thứ hai thì chúng ta thấy rằng là cũng có không có quá nhiều các cái cơn ngừng thở, giảm thở. Có nghĩa là ở đây thì là với cái mức áp lực và với cái mức rò khí như thế này thì nó vẫn mang lại cái hiệu quả. Như vậy là ở cái trường hợp này thì chúng ta cũng không quá lo lắng. Donc vous voyez ici, c'est une machine Philips. Vous voyez que les données nous indiquent le pourcentage de la nuit en fuite importante. Il est peu important, 7,6%, c'est pas beaucoup. 7,6% en fuite importante. Donc au niveau des fuites, c'est correct, ça va. C'est la première chose à regarder. Và đây là cái bản ghi của cái máy Philips. Thì ở đây ở cái máy này thì cái dữ liệu họ cho chúng ta cái thông tin đó là cái phần trăm rò khí trong đêm là 7,6%. Như vậy là nó cũng hơi cao một chút, tức là cái mức rò khí nghiêm trọng nó cũng hơi 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 cao một chút thôi. Nhưng mà ở cái bản ở với cái điều kiện này thì cũng có thể là chấp nhận được. Ensuite, au-dessus, on voit les événements respiratoires résiduels, s'il y en a. Donc, il y a très peu d'apnée, apnée centrale, apnée obstructive, hypopnée. Ça nous fait un index d'apnée hypopnée résiduelle à 4 par heure, ce qui est très peu. Quand c'est inférieur à 10, à 5, même à 10 par heure, on considère que c'est correct. Donc là, très peu d'événements respiratoires résiduels. Theo thì chúng ta sẽ nhìn vào các cái chỉ số về các cái sự kiện hô hấp mà tồn dư. Thì ở đây có các cái chỉ số về các cái sự kiện ngừng thở trung ương, rồi tắc nghẽn hay là giảm thở. Thì khi mà cộng chung tất cả các sự kiện này lại thì chúng ta có cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư. Ở đây là 4,4 thì nó thấp hơn dưới 10 và thậm chí là nó thấp hơn dưới 5. Như vậy là các cái cơn ngừng thở của bệnh nhân thì đã được sửa chữa một cách khá là tốt. Et puis enfin, au niveau des pressions, donc l'appareil nous indique sur cette nuit, là c'est sur une nuit tout ça, la pression efficace 90% du temps, vous voyez qu'elle est 14,6, et la pression moyenne qui est à 12. Và khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ áp lực thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức P90 của bệnh nhân ở đây là 14,6 cm nước và cái mức áp lực trung bình ở đây là 12. Donc toutes ces données, on a toutes ces données sur une nuit, mais bien sûr, on peut les avoir sur plusieurs nuits, sur une semaine, sur plusieurs semaines, sur un mois, plusieurs mois, etc. Và trên cái dữ liệu thẻ nhớ này thì chúng ta có thể xuất ra được những cái file mà dữ liệu như thế này ở trên một ngày, trên một tuần hay trên một tháng hay là trên một năm thì chúng ta đều có thể xuất ra được cái file như vậy, cái dữ liệu như vậy. Ici. C'est un, pour vous montrer un autre exemple, c'est chez ResMed. Donc ResMed, le logiciel va nous donner des données qui se présentent comme ceci, avec l'observance. Et ici, on a les fuites qui sont peu importantes. La ligne rouge, c'est la limite des fuites acceptables. Donc les fuites
sont inférieurs au niveau acceptable, donc c'est bon. Trên này là một cái bản ghi của máy ResMed, thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái hình ảnh như thế này. Thế ở phía bên tay trái mà có những cái cột màu cam, đó là những cái giờ thở máy theo ngày của bệnh nhân. Thế còn ở phía bên tay phải thì là cái cột ở cái dòng thứ hai là cái dòng dò khí. Thì chúng ta thấy cái đường màu đỏ là cái đường giới hạn dò khí mà chấp nhận được. Thì ở đây chúng ta thấy là bệnh nhân đúng là có dò khí, nhưng mà các cái dò khí này thì nó đều ở dưới cái đường màu đỏ. Là, on voit la courbe d'évolution de la pression sur toute la nuit. Donc, il y a des périodes d'interruption. C'est quand le patient, là, il s'est réveillé plusieurs fois, il a arrêté son appareil plusieurs fois. Et on voit que la pression monte, son maximum, il arrête, il en remet, ça remonte, et ainsi de suite. Và cái đường về áp lực của bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy là có những cái đoạn mà cái áp lực nó tăng lên rất là cao, và sau đấy thì khi mà cái áp lực nó tăng cao như vậy, tức là nó tăng cao đến cái mức giới hạn trên, thì bắt đầu là bệnh nhân đã tắt máy và dừng thở máy, sau đó thì bệnh nhân lại thở lại, và như vậy là bệnh nhân bị thức dậy rất là nhiều lần ở trong đêm. Donc ça c'est sur toute la nuit et on peut avoir le détail par exemple sur 10 minutes ou sur 5 minutes, même là on a pris 10 minutes. Et on a le détail ici, on voit la pression ici qui remonte progressivement lorsque le patient s'est réendormi. Et on voit en dessous la courbe de débit respiratoire au niveau du masque qui est très régulière. Và khi mà chúng ta cho cái biểu đồ này mà nó tức là nó chi tiết hơn nữa, thì chúng ta sẽ nhìn được là bệnh nhân này sẽ có cái mức áp lực đó ở trong khoảng bao nhiêu thời gian, trong 5 phút hay là 10 phút, và cái mức áp lực của những bệnh nhân trong những cái giờ cụ thể là như thế nào, và qua đó thì chúng ta sẽ đối chiếu với cả cái đồ thị về về cái đường cong lưu lượng thở của bệnh nhân qua mask, để chúng ta sẽ xem là cái áp lực thở của bệnh nhân và cái đường cong lưu lượng đó nó có liên quan với nhau như thế nào. Et ici sur la nuit, donc le logiciel ResMed nous indique les niveaux de pression médiane au 95e centile maximum, les niveaux de fuite qui sont très peu importants, ça c'est les fuites normales. Et les événements respiratoires, vous voyez qu'ici, c'est très bien, il n'y a pas d'apnée, ni obstructive, ni centrale, etc. Kết quả của bản ghi này thì cho thấy là cái mức áp lực trung vị của bệnh nhân là 10,6, thế còn cái mức P95 là 13,9. Thế ở đây thì cái dò khí của bệnh nhân thì ở mức 95 là 14,4 và cao nhất là 20,4, thì cái mức dò khí này là có thể chấp nhận được và nó cũng không quá là cao. Và phía trên thì chúng ta thấy các cái chỉ số về ngưng thở, giảm thở của bệnh nhân, về cả tắc nghẽn và cả trung ương thì đều bằng 0. Như vậy là chúng ta thấy là có cái hiệu quả điều trị ở bệnh nhân này. Alors pour finir, je vais vous montrer, c'est une dia qui est donnée par ResMed qui montre le mode de réaction de la machine, comment fonctionne la machine de CPAP qui est réglée en mode autopiloté. Et on voit que dans la machine de ResMed, mais c'est pareil chez Philips, il y a plusieurs modes de réglage de l'algorithme qu'on peut pré-régler à l'avance. C'est-à-dire de mode de réglage pour que la pression monte selon différents algorithmes, qu'elle réponde aux événements respiratoires, le réglage standard, réglage soft, c'est-à-dire que ça va monter plus doucement, et il y a même un réglage, ResMed a mis au point un réglage plus adapté aux femmes, au sexe féminin, avec des montées en pression plus progressive, plus douce. Về các cái cấu hình mà áp suất cung cấp ở trong những cái máy thở, thì chúng ta thấy rằng là mỗi cái hãng máy thở, kể cả ResMed hay là cả Philips, thì họ đưa ra rất là nhiều các cái thuật toán khác nhau trong cùng một máy. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy là ví dụ như là ở cái hãng ResMed ấy, thì chúng ta thấy là cái thuật toán thông thường của họ là cái thuật toán standard, tức là cái thuật toán về tiêu chuẩn. Thì chúng ta sẽ thấy cái đường mà tăng áp lực ở giống như ở dưới hình, nhưng mà bên cạnh đó thì họ cũng có những cái
về mốt thở là cái mốt thở mềm mại hay là cái mốt thở cho nữ ạ. Tức là họ có cái mốt thở là cho phụ nữ. Thế thì ở những cái mốt thở này, tức là cái thuật toán này, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà có những cái sự biến đổi về hình dạng của cái đường cong lưu lượng thở vào, thì chúng ta thấy rằng là sẽ có cái hiện tượng là tăng áp lực. Thế thì khi mà tăng áp lực như vậy ở những cái thuật toán mà soft hay là cái thuật toán mà for her, tức là cho đối tượng nữ ấy, thì là những cái về cái tăng áp lực thì nó sẽ mềm mại hơn và nó sẽ tăng từ từ hơn. Et on voit bien comment fonctionnent les machines ici. Ici, on a le débit respiratoire. La respiration ici est normale. Là, la respiration, le débit diminue. On a une limitation de débit expiratoire. Et la machine réagit tout de suite. Elle va monter par palier. Elle va monter progressivement sa pression jusqu'au niveau suffisant pour rétablir un débit respiratoire normal. Ở trên hình này thì chúng ta thấy là khi mà có cái sự thay đổi về cái đường cong lưu lượng, thì ví dụ như ở đây thì chúng ta thấy là có cái hiện tượng là có bị cái giới hạn lưu lượng hít vào đấy ạ. Thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là cái thuật toán của máy thở thì nó sẽ tăng cái áp lực lên theo hình bậc thang, và nó sẽ tăng áp lực đến đến khi nào? Thì đến khi mà cái đường cong lưu lượng hít vào thở ra của bệnh nhân nó trở lại cái hình dạng như là bình thường, thì nó sẽ bắt đầu là giữ ở cái mức áp lực đó, và khi mà lại gặp lại những cái về giới hạn về lưu lượng thì nó lại tiếp tục tăng áp lực lên. Et vous voyez qu'ensuite, si le débit expiratoire diminue à nouveau, la machine va continuer à augmenter par palier progressif. Elle va augmenter progressivement sa pression, plus ou moins vite selon le type de réglage. Le but, c'est de rétablir un débit respiratoire normal, bien sûr. Và tiếp theo khi mà máy thì lại tiếp tục gặp những cái đoạn mà có cái sự biến đổi về cái đường cong, có cái sự giới hạn về lưu lượng hít vào, thì máy nó lại sẽ tiếp tục là tăng cái áp lực lên theo hình bậc thang, và tùy theo những cái thuật toán mà người ta sử dụng thì nó sẽ có những cái kiểu tăng là nó khác nhau, có thể tăng theo cái đường dốc hoặc là có thể tăng một cách mềm mại hơn. Tuy nhiên chỉ với cái mục đích cuối cùng là để làm sao tái lập lại được cái đường cong lưu lượng, cái đường cong hít vào thở ra lưu lượng của bệnh nhân là nó quay trở lại cái đường cong bình thường. Donc, je ne vais pas détailler cette dernière diapositive, mais c'est simplement pour montrer la même chose, c'est-à-dire qu'au niveau, pendant une nuit, au fil du temps, la pression de l'appareil va évoluer pour répondre aux différents événements respiratoires, aux limitations de débit, aux hypopnées, aux apnées, pour maintenir un débit respiratoire normal, avec différents types d'algorithmes selon les fabricants. Tôi sẽ không nói quá kỹ về cái slide này, nhưng mà nhìn chung là chúng ta sẽ thấy là tùy theo những cái thuật toán khác nhau thì các cái máy thở nó sẽ cố gắng giúp cho chúng ta làm sao để xóa bỏ được một cách tối đa những cái cơn ngừng thở, giảm thở, và với cái mục tiêu là có thể thiết lập lại được những cái đường thở bình thường, về đường cong lưu lượng thở hít vào thở ra bình thường cho bệnh nhân. Voilà, je crois que c'est la dernière diapo pour aujourd'hui. Donc, on va arrêter là le diaporama pour aujourd'hui. Et puis, la prochaine fois, le prochain cours, je vous parlerai des événements respiratoires résiduels. Que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il reste des apnées, des hypopnées? Donc ça, on verra ça la prochaine fois. Et puis, on verra aussi l'intérêt et l'application pratique du télésuivi. Donc voilà, maintenant, si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci. Và tôi sẽ xin được kết thúc cái bài trình bày của tôi ở đây. Thế thì cái bài trình bày ở những cái buổi sau nữa thì tôi sẽ trình bày với các bạn về các cái vấn đề mà chúng ta theo dõi về cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư. Thế khi mà gặp các cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư thì chúng ta sẽ phải xử trí và giải quyết như thế nào. Và cái thứ hai mà ở buổi sau tôi sẽ nói đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ theo dõi máy thở cho bệnh nhân từ xa như thế nào. Và bây giờ thì tôi sẽ trả lời các cái câu hỏi của các bạn. Có câu hỏi ở chat box đấy Thủy. Vâng, em đang xem đây rồi nhưng không hiểu câu hỏi từ bao giờ.
từ chỗ bạn Trần Quang Hưng. Trần Quang Hưng. Mấy, có bốn câu hỏi cuối cùng thôi. Em mở. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles... Oui, il y a des questions. La première question, c'est chez les patients apnée du sommeil, on utilise le mode autopiloté, mais on peut utiliser aussi des modes fixes dans la même machine. Et la deuxième, c'est pour la première question d'abord. Et je vais traduire la deuxième. OK. Oui, on peut. La même machine peut être. Il y a des machines qui peuvent faire autopiloté et fixe, et puis il y a des machines simples qui sont moins chères d'ailleurs et qui font seulement le mode fixe. Donc il y a des. La plupart des machines peuvent faire les deux, mais il y a des machines plus simples qui peuvent faire seulement le mode fixe. Alors généralement, comme j'ai dit, on choisit un mode autopiloté. Et puis ensuite, on peut passer en mode fixe ou pas, ça n'a pas d'importance en fait. Et en pratique, nous, ce qu'on fait, on met toujours une machine en mode autopiloté et au départ, une pression entre 4 et 12, par exemple. Puis ensuite, on adapte la pression s'il le faut, on adapte, on augmente s'il le faut le niveau de pression. OK. Câu hỏi của bạn ấy ở đây là chúng ta với những cái bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ mà chúng ta cho bệnh nhân thở cái mode tự điều chỉnh thì có thể cài đặt cái chế độ áp lực cố định hay không? Thì câu trả lời đó là ở trên thị trường hiện nay ấy, thì chúng ta sẽ có cái loại máy đó là loại máy mà tự điều chỉnh. Thì ở cái máy tự điều chỉnh này thì nó sẽ tích hợp ở trong đấy là có cả hai cái chế độ, tức là chế độ tự điều chỉnh và chế độ là áp lực cố định. Thế thì khi mà ban đầu thì có thể là chúng ta sẽ cài đặt cái chế độ là tự điều chỉnh cho bệnh nhân, nhưng mà sau đó một thời gian khi mà chúng ta muốn chuyển sang chế độ cố định thì chúng ta sẽ chuyển cái mode ở trên máy thôi. Thế còn một cái loại nữa đó là một cái loại mà nó chỉ có cái chế độ tự điều chỉnh thôi, tức là nó fix cái áp lực và chúng ta sẽ không thể chọn được cái chế độ mà tự điều chỉnh. Thế thì thông thường những cái máy mà tự điều chỉnh thì giá thành của nó sẽ đắt hơn là cái máy mà áp lực cố định. Thế thì thông thường là chúng ta sẽ cho bệnh nhân là sẽ lựa chọn, thường là sẽ lựa chọn cho bệnh nhân cái máy mà cái áp lực là tự điều chỉnh ấy. La deuxième, oui. Pardon, juste pour compléter, on peut très bien utiliser au départ une machine simple réglée en mode fixe. On peut tester avant une machine autopilotée pendant une semaine, par exemple, et ensuite oui. Mettre une autre machine en mode fixe qui sont des machines plus simples et moins chères. Nếu như mà chúng ta muốn là cho bệnh nhân sử dụng cái mode cố định ấy, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thử test, tức là thử bằng một cái máy là áp lực tự điều chỉnh trong khoảng thời gian là một tuần. Thế thì sau một tuần đó thì chúng ta sẽ chọn ra cái mức áp lực mà phù hợp, để sau đó thì chúng ta sẽ chỉ định cái mức áp lực đó để cài đặt cái áp lực cố định cho bệnh nhân. Bởi vì là những cái máy mà cố định ấy, áp lực cố định thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều cái máy mà có cái áp lực tự điều chỉnh. Pour la deuxième question, avec le patient de BPCO, si le patient apparaît avec pression autopilotée, c'est bon pour le patient COPD? Overlap COPD plus apnée du sommeil. Oui. Alors, pour les patients, c'est une bonne question. Je n'en ai pas parlé, mais c'est une bonne question. C'est vrai qu'il faut faire attention pour les patients BPCO sévère, BPCO sévère. BPCO légère, on peut mettre autopiloté, pas de problème. Par contre, pour les patients BPCO sévère, c'est comme les insuffisants cardiaques, il vaut mieux mettre une pression fixe et une pression la plus basse possible. Parce que plus on élève le niveau de pression, moins c'est bien toléré. Et en plus, on risque de voir apparaître des apnées centrales aussi. Donc, chez le BPCO sévère, on met plutôt une pression fixe.
Trong trường hợp mà bệnh nhân có cả COPD và có cả ngừng thở khi ngủ ấy, thì nếu như mà cái COPD của bệnh nhân chỉ ở mức độ nhẹ thôi thì cũng không có vấn đề gì cả, chúng ta sẽ điều trị theo hướng ưu tiên là cái ngừng thở khi ngủ. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân mà COPD mà mức độ nặng ạ, thì thông thường là chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân bằng cái mức cái mốt áp lực là áp lực cố định. Bởi vì là nếu như mà chúng ta điều trị bằng cái mốt áp lực là tự điều chỉnh thì nó có thể gây ra những cái cơn ngừng thở trung ương cho bệnh nhân. Nên là thông thường nếu mà chúng ta sẽ lựa chọn là cái mức áp lực cố định cho bệnh nhân COPD. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la troisième question est l'appareil par PPC et le traitement. C'est le premier, le premier traitement ou la dernière traitement après on utilise les autres façons, par exemple le chirurgie ou le octet, par exemple. Alors, pour les patients sévères, les plus sévères, le traitement en première attention, ça va être la CPAP. Pour les patients modérés, syndrome d'apnée modérée, c'est-à-dire les index d'apnée entre 15 et 30, s'il n'y a pas de comorbidité cardiovasculaire importante, s'il n'y a pas de somnolence diurne sévère, on peut discuter un autre traitement, c'est-à-dire soit l'orthèse d'avancée mandibulaire. Et surtout, et la chirurgie, alors la chirurgie d'avancée, c'est la chirurgie d'avancée bimaxillaire. Et la chirurgie d'avancée bimaxillaire, c'est dans des cas particuliers pour des patients jeunes qui ont un rétrognathisme, c'est-à-dire un recul de la mâchoire inférieure, mais pour des patients jeunes qui n'ont pas d'obésité et pas de comorbidité. Mais pour les patients les plus sévères, c'est toujours en première attention la CPAP. Câu hỏi của bạn Hoàng Thị Tâm là của chị Hoàng Thị Tâm ở đây là cái thở máy PPC nó là cái phương pháp điều trị mà trước tiên hay là phương pháp cuối cùng sau khi đã loại trừ đã làm các cái phương án khác như là phẫu thuật hay là tái tạo vòm hầu. Thế thì câu trả lời ở đây là với tùy thuộc vào bệnh nhân. Ví dụ như là những cái bệnh nhân mà đã có cái ngừng thở khi ngủ mức độ nặng thì cái phương pháp thở máy PPC tức là cái thở máy CPAP ấy, thông khí áp lực dương ấy, là cái lựa chọn hàng đầu. Thế còn trong những cái trường hợp mà bệnh nhân mà có cái chỉ số ngưng giảm thở ở mức trung bình tức là AHI từ 15 đến 30 mà bệnh nhân có các cái bệnh đồng mắc kèm theo như là các bệnh tim mạch hay là các bệnh hô hấp thì PPC tức là thở máy CPAP nó vẫn là các cái phương pháp điều trị đầu tay. Thế còn với những cái bệnh nhân mà có ngừng thở ở mức độ trung bình nhưng mà bệnh nhân tương đối là trẻ tuổi thì chúng ta có thể là nghĩ đến các cái phương án khác, ví dụ như là chúng ta có thể là phẫu thuật cho bệnh nhân. Thế thì thông thường cái phẫu thuật hoặc là đặt cái dụng cụ hàm cho bệnh nhân ấy, thì chúng ta sẽ dùng cho những cái bệnh nhân mà có cái chỉ số ngưng giảm thở nó ở mức độ trung bình. Thế còn với những cái trường hợp phẫu thuật ấy, thì thông thường đây là cái phẫu thuật mà chúng ta sẽ phẫu thuật là đẩy cái xương hàm dưới ra trước. Thế thì chúng ta sẽ chỉ dùng ở trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có chỉ định, ví dụ như là những cái bệnh nhân trẻ và những cái bệnh nhân mà họ có cái vấn đề bất thường về cái sọ mặt nó lớn, ví dụ như là cái hàm dưới của họ bị đẩy tụt ra sau thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp đó. Alors, ensuite, il faut jamais oublier le reste du traitement, c'est-à-dire traiter si besoin, s'il y a un surpoids, essayer d'obtenir une perte de poids avec reprise de l'activité physique, régime alimentaire, parallèlement en plus du traitement par CPAP ou en plus des autres traitements. Hein, il faut toujours, s'il y a un surpoids, c'est très important d'essayer de réduire le surpoids avec l'activité physique, le régime alimentaire, etc.
Và trong về cái vấn đề thực hành lâm sàng thì khi chúng ta đã cho bệnh nhân thở máy rồi thì chúng ta cũng không quá phụ thuộc vào máy thở mà chúng ta quên mất đi những cái phương pháp điều trị khác. Ví dụ như là ở những cái bệnh nhân mà béo phì thừa cân thì chúng ta cũng sẽ phải cho bệnh nhân là giảm cân nặng thông qua các cái hoạt động thể dục, rồi là tập luyện thể dục thể thao hoặc là các cái chế độ dinh dưỡng để có thể là kết hợp thêm với cả cái máy thở để có thể là làm giảm được các cái chỉ số ASI của bệnh nhân. Chị Quyên ơi, cái câu hỏi của chị Quyên em không hiểu lắm. Chị Quyên có thể đặt luôn câu hỏi cho thầy được không? Chỉ số P90 và P95. Về giải thích rõ hơn về hai cái chỉ số này thì em cũng chưa hiểu là muốn giải thích rõ hơn về về cái gì. Bien, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, enfin, de toute manière, si vous avez d'autres questions, on pourra, il y a encore un cours au moins, donc on pourra rediscuter de tout cela. Hein, et puis, la prochaine fois, donc, prochain cours, ce sera pour le reste, la suite du suivi des patients appareillés, mais on pourra parler aussi un peu, parce que c'est important, la question que vous avez posée sur les détailler un peu plus les autres traitements. En dehors de la CPAP, quels sont les autres traitements possibles pour les apnées obstructives du sommeil? Và nếu như các bạn có câu hỏi gì nữa thì chúng ta vẫn còn có một buổi học để mà thảo luận về cái vấn đề mà theo dõi bệnh nhân thở máy như thế này. Thì Bộ có muốn hỏi luôn câu hỏi của Bộ không em ơi? Vì câu hỏi dài quá nên em có thể dịch luôn không? Vâng ạ, em hỏi luôn cũng được. Bonjour Francis, c'est Bo. Et j'ai quelques questions. Première question, c'est pour quelques patients, quelques diapos. Les dernières diapos, tu montres qu'il y a des patients avec des questions qui augmentent, même si les flows respiratoires est normaux. Donc, c'est quoi, quelles sont les raisons de ce problème et comment on va traiter cette problème comme ça? Et parce que pour ce patient, on trouve que ce patient qui a réveillé plusieurs la nuit, donc c'est pas bien pour le patient. Oui, bien sûr. Ce patient, je pense que c'est celui-là, par exemple. Oui, c'est ça. On voit plusieurs réveils la nuit, effectivement. Bon, là, effectivement, il faut voir pourquoi il se réveille la nuit. Quel est le problème? Là, effectivement, c'est pas bon de réveiller plusieurs fois la nuit. J'avais pas parlé de ça, mais tu as raison. Il faut revoir avec lui pourquoi il se réveille. Est-ce qu'il perturbe? Est-ce qu'il est gêné par l'appareil, par le masque? Est-ce que c'est autre chose, du bruit, de l'insomnie? Donc, mais là, il y a un problème, c'est vrai. Il se réveille plusieurs fois la nuit et c'est pas bon. Hein. Alors, parfois, ce qui peut arriver, c'est que le patient se réveille à la fin de chaque cycle respiratoire et qui ressent que la pression est élevée, comme ici. Dans ce cas-là, il faut lui dire d'arrêter l'appareil et de le redémarrer pour qu'il redémarre à la pression minimum et qu'il remonte progressivement en pression. Mais là, tu as raison, le temps de réveil est trop long. Là. Le temps de réveil est trop long et il faut analyser ça. Il faut, là, je ne me souviens plus de l'histoire de ce patient, mais là, il y a un problème, c'est vrai. Ở đây thì câu hỏi của bác sĩ Bộ đó là ở cái slide cuối cùng này chúng ta thấy là cứ cái áp lực của bệnh nhân, máy của áp lực của bệnh nhân này tăng lên thì bệnh nhân lại bị thức dậy. Và bệnh nhân bị thức dậy rất là nhiều lần trong đêm như thế thì rõ ràng là không tốt. Thế vậy thì cái nguyên nhân là như thế nào và cái xử lý đúng không ạ? Bộ hỏi về vấn đề xử lý như thế nào. Thì ở đây thầy cũng nói là đúng là ở đây thì là cái giấc ngủ của bệnh nhân, cái chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân rất là kém. Bệnh nhân cứ bị thức dậy nhiều lần trong đêm. Thế ở đây thì cũng không rõ là cái bị thức dậy nhiều lần trong đêm này là do tiếng ồn hay là do cái mask thở của bệnh nhân nó có vấn đề gì đó mà bệnh nhân phải thức dậy nhiều lần. Tuy nhiên là trong những trường hợp như thế này thì những cái bản ghi này là không đủ để cho chúng ta phân tích, mà chúng ta sẽ phải phân tích thêm về các cái dữ liệu, về các cái thông tin lâm sàng của bệnh nhân nữa thì chúng ta mới có thể có cái phương án giải quyết. Ok, Bộ còn có thêm ý kiến gì không em?
Dạ không ạ, thôi em hỏi vậy thôi ạ. Buổi sau tiếp, chắc em thấy còn đang như thầy thầy có việc nên thầy cũng không không muốn kéo dài quá. Các anh chị khác có hỏi gì hỏi cho em được không? Thì chắc là mình sẽ tập hợp các câu hỏi thì xong rồi buổi sau thì hỏi thầy cho các anh chị nhé. Ok, Dr. Francis, c'est bon? Ok. Oui. Bien, ben on peut... Merci Francis. Ben, de rien. Donc merci, merci à tous d'avoir été là et puis merci pour votre attention. Et puis, donc on se retrouvera, je crois que le prochain cours avec moi, c'est le 18 septembre, je crois. Hein. Et ben, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne, bonne après-midi. Bonne fin d'après-midi à vous et puis bon dimanche demain et bon courage pour tout. Portez-vous bien surtout. À bientôt à tous. Oui, à bientôt. Merci, Dr. Francis. Bon après-midi à vous et bon week-end aussi. Merci. Au revoir à tous.